kéo đây xả bơm kìa, trên bấm đồ nè nè nè, quá trời bơm 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 bơm. Ôi xả hôm qua tới nay mà chưa hết bơm. Đây dục đây, tức chị bán luôn. Rồi có thể bỏ đấy các mẹ. Chị dẹp rồi. Không biết dẹp đâu, dẹp mà không biết dẹp đâu. Bơm 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 bơm. Alo mấy chị, lên sớm. Buổi tối lên trễ, ban ngày lên sớm một chút. Lên đi em cắt bơm ra cho nè. Hồi tối xả, hồi tối nhiều quá xả không hết. Một chút quá nhìn tên đi, có tên dục luôn, khỏi soạn. Ôi bà chế mới đặt gì vậy? Thấy cái đồ ngố còn ngon, đồ ngố sập cũng được, đồ ngố gấu cũng được, lấy màu trắng đi, lấy một bộ trắng, hai gấu với hai bộ sập đi, sập caro á, còn người đấy cho mình gửi thì có gì gửi luôn nha. Cái bộ gấu trắng với bộ caro, hình như cục đó có caro luôn á, lấy chỉ ba bộ caro với bộ gấu, caro lấy ba màu rồi. Đợi em xíu mấy chơi. Cái gấu hồng, gấu hồng. Chỉ đời gấu trắng. Ủa? Gấu trắng này chắc trắng đen đâu quá. Ừ, trắng đen đó đi. Hello mấy chị, rồi. Bơm hồi tối em xả chưa có hết, tại vì hồi tối mạng yếu quá em xả chưa có hết được á mấy chị, cho nên làm bây giờ em xả thêm. Lê Kim Cương chỉ có đơn đâu đó, em để ngay chân em đi. Dạ cho nên là bây giờ em phải like thêm một like bây giờ nữa cho mấy chị nha. Dạ rồi, ai thấy em cho em một chấm, ai thấy em cho em một chấm. Khui bơm, khui bơm, trời ơi khổ quá, khui bơm. Ngô 70. Ừ. Rồi, cái nào lấy em cho em một chấm dạ. Tại vì buổi trưa mấy chị biết xong, tại vì nhiều khi buổi trưa mấy chị coi được á, buổi tối mạng nó yếu quá hà. Buổi tối mạng nó yếu lắm. Trời ơi, chị ơi, khổ lắm chị ơi. Ma quỷ nó cứ xung quanh ta không à, ma quỷ nó xung quanh mình nhiều lắm chị. Cái người mà người ta thật sự muốn mua thì mua không được, còn ma quỷ nó comment nhanh dữ lắm. Ma quỷ làm như nó có học qua cái khóa mà nó lên giành giật hàng với khách đó, nhanh cực kỳ luôn. Nhanh lắm, nhanh lắm. Dạ rồi, điện thoại cho con học online. Không, em biết mà. Bữa giờ em bán hàng em biết mấy chị khách của em là hầu như không coi được luôn. Hoặc là coi sau khi em đã like xong. Tại vì nhiều chị là con học online á, không có cầm điện thoại được á. Ủa sao máy em nó miệng lên vậy trơn trời. Màn hình tối thui vậy. Trời ơi ai nhắc dữ vậy. Rồi mấy chị đợi em chút. Giờ này mà cập nhật cái gì vậy trời. Đợi em chút nha, đợi em chút em xả bơm cho. Mấy chị ơi cho em một hai lượt đi mấy. Một lượt chia sẻ cho em nha mọi người, một lượt thôi, đừng chia sẻ nhiều quá nó chặn phay mấy bà đó. Một lượt chia sẻ là được rồi. Đợi em chút. Mới vô em phải làm cái thủ tục là chia sẻ. Mới vô là em làm một cái thủ tục chia sẻ cái. Để em chúc. Khui bơm tặng. Cái tiền hàng bơm này là cả mấy triệu của em luôn á mấy chị. Tại vì em bị bữa giờ nhiều lắm. Nhiều khi không có nói, không có đăng, không có nói mấy bà thôi chứ ai bán hàng cũng bị bơm hàng chứ.
mà nhiều khi không có lên chửi rủa, cho nên mấy bà nghĩ là tôi không có bị bơ màng, chứ cũng có bộ lửng bộ 3D. Em ơi, cái bộ satin 3D là bên em là chỉ có về quần dài với lại bộ đùi thôi, không có bộ lửng nha. Ok, cảm ơn bà rồi. Lên bơm. Cảm ơn gái nhiều. Ê, bữa nay sinh nhật của thằng Trung á, nó có đại tiệc không? Rồi nha, mấy chị lên cho em bơm nha. Cái này qua đây đợi xíu đi, em gọi hồn cái mấy bà ơi. Gọi nó đi, không chửi nhưng mà gọi hồn để cho nó biết. Cho nhà sặc đồ chơi. Ngân Lê Kim, tên đẹp quá à. Dạ, Ngân Lê Kim nha, An Giang, Vĩnh Tường 2, Châu Phong, Tân Châu, An Giang. Rồi, miền Tây, An Giang luôn. Hello mọi người, ai thấy em chấm bài là cu te không trong đây nè mấy bà ơi. Ngân Lê Kim nha. Chị này mai mốt khi vô like em á, thì chặn em đi, chứ vô em thấy mặt em chửi gán chịu á. Em thấy cái mặt bà hiện lên em chửi gán chịu á. Dạ dạ dạ, chấm bài cho em rồi, xả bơm. Cái cục này là 3-4 bộ cu te gì đây nè. 3 bộ cu te, 3 bộ cu te cho em nó. Đặt rồi bơm chơi gì đó, vui không? Vui lắm nha. Đặt rồi bơm chơi. Rồi mấy chị em xả bơm cu te này 3 bộ nha. Xả tặng cho mấy chị chia sẻ giùm em. Phải có chia sẻ mới săn cho em. 35.000, 35.000 cho em. Phơm 60kg quay đầu, 60-62 luôn á mấy bà ơi. Tôi nói tôi trừ hao rồi nha nè. Mấy bà coi nó to nè. Hả? Rồi xả bơm 35.000 cho em một bộ. Có 3 bộ nha. Con mèo, mèo mèo, cho Thúy Kiều Trần. Cái chị nào mà em nhắn em chốt đơn bên Zalo thì phải inbox qua cho em nha. Inbox qua cho em cái em biết. Cho bà Thúy Kiều Trần. Comment cho em chuột xanh. Dạ không, một comment đi, chứ lấy 3 bộ mấy bà kia còn gì ăn bạn. Mấy bà kia lấy gì xài. Comment cho em chuột xanh và chuột hồng. Chuột xanh và chuột hồng. Ừ quên, Tí Kiều Trần là Hữu Thịnh, quên hoài luôn má ơi. Khổ quá luôn nè. Comment cho em chuột xanh. Trời ơi, cái bộ này bán bữa trước 55.000, bán chắc cả 1.000 bộ rồi đó. Chuột xanh cho Bảo Châu. Bán cái này cả 1.000 bộ rồi đó. 60kg quay đầu cho em, bữa bán 55.000 nè. Bị bơm 3 bộ xả 35. Cho Bích Trâm. Em ghi cho chị Bích Trâm Vũng Tàu, thêm chữ VT để lộn với Bích Trâm ở Bình Dương. Dạ rồi, hết. Bơm mà mấy bà, đây. Ủa con bánh bèo này đơn của nó sao bị trả về, dục qua bên đi gửi lại cho nó. Rồi, chế phẩm hoa Biên Hòa Đồng Nai luôn. Rồi vô bệnh viện Biên Hòa Đồng Nai luôn. Bệnh viện Đồng Nai luôn. Công nhận tên hay thiệt. Ngay bệnh viện Đồng Nai luôn. Tam Hòa Biên Hòa Đồng Nai. Giao ngay bệnh viện luôn. Chắc đi vô trong đó luôn rồi quá. Rồi lên cho em nè. Xỉu, muốn xỉu luôn. Alo. Vậy là mình phải mình thì mạng wifi em nhà em có mà, là mạng đó phải không? Ừ thì trong nhà em có hộp đó. Rồi à, vậy là phải rồi vậy anh Thảo ơi, phải kéo cái đầu của thằng Mai TV này nữa. Cái đầu này của chị gắn cái tivi trong phòng chị đem qua đây rồi. Em phải mua cái đầu riêng á. Cái đầu này khoảng nhiêu? Rồi Phan em đợi em xíu, em hỏi cái thằng cáp con cái đó. Rồi em gọi lại cho. Dạ. Thôi bây giờ chưa rảnh, giờ đang like chiều đi. Rồi từ từ. Dạ hết rồi mấy chị ơi. Sửa cái tivi gì cái muốn bằng tiền mua cái tivi mới. Chứ đâu có thể nào mà mua về bắt mà coi bình thường được. Phải điều, phải có đầu thu hoặc là phải có cáp hết. Rồi lên cho em nha. Đây, em bán hàng kia mà khi nào mà mấy chị khui ra mà trong đây có hàng bậy bạ đâu. Toàn hàng nhà em không chứ hàng ai đâu. Hả? Ê, có chip nha. Có cô Tông nè.
ren nè. Cái này là lô chip, này là chip lô bữa hổm á. Lô bữa hổm nè. Có chip cô tông 75 nè. Chip cô tông, chip ren. Hai cái này hôm bữa là sale 75 ngàn chục. Satin, đây con mèo, con chuột tùm lum tà la cho tôi. Còn con chuột nè chị Lê Kim Cương ơi. Còn con chuột, bà comment con mèo hả? Cho chị Lê Kim Cương bộ con chuột 35 nha. Rồi chia sẻ để săn hàng sale mấy chị ơi. Rồi cho em một cái con này, comment cho em chó sọc đi. Lý Thôi này bà ơi, bà đừng đặt hàng nữa bà ơi. Bữa hổm đặt một đống luôn, nhắn tin chốt đơn, không có inbox thì giờ đặt làm gì nữa. Đặt chi nữa mất công chị ơi. Hết mèo rồi, đây là con chó. Chó cho Bảo Châu nè. Cái này đang sale 35 ngàn nha, tại vì hàng này hàng bơm nha mấy chị. 35 ngàn. Chó cho Bảo. Bữa hổm mua chắc cũng phải mười mấy món có đó. Có cho thông tin đâu, xả đơn rồi bây giờ đặt chi nữa. Rồi em còn một chục chiếc. Tôi lấy hai chục này tôi mặc cho rồi đi em nội ơi. Dục qua ghế cho chị đi, lấy chị mặc. Chó sọc đó đây tình yêu ơi. Rồi satin sale luôn 65 ngàn. Satin loại 1 bị bơm xả luôn 65. Ai lấy satin comment cho em 60-62kg quay đầu. Đây 60-62kg quay đầu cho em. Chip cô tông bà... Bán cho chế đi. Cô tông mới là xịn luôn á. Mà tại vì cái này bơm cho nên xả 75 á chị ơi. Tú Anh Quỳnh. Satin sale 65 ngàn nha. Chị ơi cái đó là cái lô đặt trước nha. Bữa điện thoại hư. Bây giờ bay ra cọc cho tôi 100 ngàn đi vô lựa. Còn không thì khỏi luôn. Trời ơi điện thoại hư thì cũng phải làm sao liên hệ với tôi ấy. Để giữ đơn 3-4 ngày trời im ru. Không có nhắn tin nhắn dò gì hết ai mà biết. 75 satin cho chị Tú Anh Quỳnh 65. À đúng rồi Tú Anh Quỳnh. Satin 65 luôn. Satin. Satin cho ai đây? Đây em hết màu đó rồi nhưng mà em còn mấy cái màu xám này em sale cho 65 nè. Tại vì đáng lẽ là mà cái này là em không có sale. Nhưng mà thôi bây giờ em sale cho hết luôn. Em còn màu xám nha. Trời ơi hàng nó xịn đét luôn á Ngân Ngân. Chị Ngân Ngân ơi, khách mới inbox số này địa chỉ giùm em đi chị Ngân Ngân ơi. Cạc Mobi nha. Mobi inbox qua cho tôi. Rồi tôi cho bà lựa nha. Comment cho em nè. Tôi mà ai mà lựa hàng xong mà im ru tôi ghét lắm mấy bà. Mua hay không nói tiếng cho người ta biết, người ta xả ra. Trời ơi cái này là satin loại 1 luôn. Mà tại vì sale 65 ngàn tặng cho mấy chị. Rồi chốt heo bé 65. Cái này mà mấy bà mua về mà mấy bà, cái chất của nó là mấy bà ghiền luôn á. Heo bé 65, Duy Nguyễn 65. Chị Nhung Ngô, chị lấy cái màu xám này được không chị Nhung Ngô? Đẹp lắm bà ơi. Cho chị Ngô Ngô 65. Rồi còn hai bộ. Cho chị Thu Thủy 65 ngàn cho em sale Thu Thủy 65. Em inbox chế rồi. Facebook bằng chế đang like đó. Ờ ok Ngân Ngân. Rồi màu xám 65 cho Ngân Ngân. Rồi ok. Ok ok tình yêu. Không thấy bà ơi. Hồi tối đó phải không? Mới inbox em hồi tối đúng không? Rồi lên cho em set lụa này đi. Đây phía sau có bo giảng nha mọi người. Set lụa này 55kg quay đầu cho em. Giờ bán tặng cho mấy bà luôn. 55kg quay đầu lên cho em set lụa mango. Bán tặng luôn 60 ngàn. Ai lấy comment cho em mango 60. Hàng mango ta bán cả 100 ngàn bộ. Tôi bán mấy bà 60 ngàn. 55kg quay đầu cho em. Lên cho em mã mango 60 ngàn luôn. Từ từ. Rồi cái quần. Quần đuổi. Em thông báo với mấy chị là bữa nay em có tới 3 lô bé lần nha mọi người. Nhưng mà size nhỏ nha, 15kg quay đầu thôi. Em lấy, nãy màu vàng hết rồi em ơi. Màu vàng chị kia lấy rồi. Có màu xám thôi, em không lấy thì chị dục ra cho. Không có màu vàng. Lên cho em quần đuổi 55kg về cho em. Lên cho em mã quần đuổi nha, 55kg quay đầu. Sale luôn 50. Sale luôn 50. Còn màu xám thôi, không lấy thì báo chị dục ra. Rồi em còn không. Bé là bé gái. Chị nào lấy ren comment ren cho em nè. Hồi nãy ai lấy ren ta cho bà gì đó đi. Ba đi cọc rồi quá.
này bữa bán 85 á, cho Lý Khôi đi, cho bả đi cọc rồi. Lý Khôi lấy cái bộ màu xám của Ngân Ngân ra đi Thảo. 75 coi lên cho em một cái dù, dù đẹp luôn, quần đuổi cho Nguyễn Lan. Nguyễn Lan cắt mới, anh báo số điện thoại địa chỉ giùm em nha chị Nguyễn Lan ơi. Quần u mì em về nha, u mì đai em về rồi, tí xíu em lên. Nguyễn Lan anh bóc số này địa chỉ giùm em, 55 ngàn. Thôi đừng có ghi tùm lum nha. Rồi mấy chị lên cho em mã khoác dù 55 kg về, dù đẹp nha. Bây giờ sale luôn, dù dù sale luôn 65 ngàn. Dù này là dù xịn, 65 ngàn cho em, đẹp cực kỳ. Cho chị Ly Nguyễn nè, chị Ly Nguyễn này Đồng Nai nè, Ly Nguyễn dù hết rồi tình yêu ơi, hết hết nè mấy chị ơi. U mì đai em về nha mọi người, u mì đai em về. Bữa nay em có một cái lô vớ, cái vớ cho mấy chị Phan chưa, chị mới giới thiệu thôi. Bữa nay em nhiều lô hot hit lắm mấy chị ơi, mì đai em mặc nha mấy bà, mì đai rất là đẹp luôn. Ai mua u mì bên em rồi biết. Cái này của ai đây, bó tay luôn, đặt hàng toàn là đặt bơm không mà lại luôn. À, lôi tên nó ra đằng điểm mặt nó chứ, nó dán gì sao lôi. Ngọc Loan, ủa sao chị Ngọc Loan này chỉ bơm hàng mình vậy ta. Ngọc Loan này khách rồi, bó tay luôn, khách cũ khách mới gì bơm là bơm mà mấy bà ơi. Ủa ngộ vậy trời, bó tay chấm cơm luôn, gọi điện không nghe điện thoại luôn. Chị này chỉ mua bên tôi đâu có ít lần đâu trời. U mì 75 ngàn. Ơ Phan để coi lại coi, quên rồi. Phan Phan đợi chút. U mì nhà em là em bao xịn sò cho mấy chị về mặc luôn. Quần đùi lưng có không, quần đuổi lửng em hết rồi chị ơi. Em hết đuổi lửng rồi, hết đuổi lửng rồi chơi. U mì, mì, mì 80 lần chị ơi. Mì là bữa trước em bán 85 phải không, lô này bán 80 à. Đây, đây áo bô riếp giống như em đang mặc nè, ba cái nè. Đây, em cũng biết mấy chị này chơi trò gì luôn nè, bốn cái áo bô riếp luôn đó. Rồi, bỏ tay chấm cơm luôn. Dạ ok chị Nguyễn Lan nè, cho chị chục ren chục xu, số bé chị lấy mấy đạt không được. Chị ơi ren em hết rồi, còn xu thôi nha, còn xu với lại là cô tông kháng khuẩn thôi. Rồi mấy chị lên cho em đây, y chang áo em mặc luôn nè. Lên cho em mã này là bô riếp, em bán tặng cho mấy chị. Cái áo này em mặc chắc khoảng 6 tháng có, chưa hề bị gì luôn. Y chang phơm em mặc luôn nha. 55 kg quay đầu comment cho em màu tím. Ai lấy tím comment tím. 45 ngàn áo bô riếp. Mấy chị này kỳ quá, đặt hàng xong không lấy giùm em gì trơn á. Màu tím 45 ngàn. Rồi comment cho em màu đen. Hàng này là hàng bô riếp cho em. Bả mua 4 cái 4 màu luôn, màu tím, màu đen, màu hồng và màu da, 4 màu nha. Bô riếp này 45 ngàn. Rồi còn cục áo cô tông hết rồi. À một chục cô tông, cô tông chị ơi, cô tông là cô tông thông hơi nha. Lấy cây thông hơi qua đây. Cô tông này là thông hơi nè. Bô riếp đen Lê Cẩm Tú, Lê Cẩm Tú anh bóc số này địa chỉ giùm em nha chị ơi. Lê Cẩm Tú anh bóc số này địa chỉ qua tin nhắn giùm em. 45 ngàn. Cái này là cô tông thông hơi cho em, một chục là 75 ngàn. Tại vì lô này em về hai loại, một loại su và một loại su lạnh và cô tông thông hơi. Đây nè mấy chị, cái này là cô tông nè, này là cô tông thông hơi cho em. Cái này một chục là 75 ngàn, em bán tặng, không đẹp không lấy tiền. Cái thông hơi là mấy chị biết không, nó sẽ có lỗ lỗ á, nó sẽ có lỗ lỗ trong đây nè, là thông hơi nha. Đó, cái cô tông thông hơi này một chục là 75 ngàn cho em. Hôm qua nay ai dặn tôi cái này tôi quên mất tiêu rồi, mấy bà nhắn lại giùm tôi nha mấy bà ơi. Nó mới về thêm nè, một chục là 75 ngàn. Này là cô tông thông hơi cho em,
Bao dễ thương luôn, có 7.500 cái à. Mấy bà mua chi cho mắc thiệt luôn. Mua của tôi về vừa rẻ vừa đẹp, mấy bà mặc cho nó thoải mái. Giá cả rất là phải chăng luôn nè. Đủ màu không mấy bà? Đủ màu luôn, một chục là 75.000. Một chục là 75.000 cho em đủ màu nha. Rồi bắt đầu em chốt cho Phạm Mỹ Tú 75.000 chục. Nói em đưa cho mấy chị coi rồi đó, một chục là đủ màu. Bao đẹp nha. Phạm Mỹ Tú. Chị Nhung Ngô 75. Dạ Nhung Ngô có, đợi em tí xíu. Nhung Ngô 75 Mai Thanh. Anh bóc qua giùm em nha mấy tình yêu ơi, Mai Thanh. Mai Thanh 75. Còn hộp 5 cái và còn nha Mộng Nguyễn ơi. Đặng Minh Tâm. Đặng Minh Tâm 75.000 chục. Cô Tông Thông Hơi cho Hoàng Anh 40-60kg. 40-60kg cho em cho Hoàng Anh. 40-60kg nha mấy chị ơi. Cái này cô Tông Thông Hơi giùm em. Dạ 75.000 chục. Tính ra có 7.500 một cái nha mấy chị. Mua về để dành mặt. Chị Ngọc Bình. Chị Ngọc Bình inbox qua giùm em nha. Chị Ngọc Bình ơi, 10 cái 75.000. Chị Ngọc Bình inbox qua giùm em. Một cái nè. Hai cái nè. Cái này mấy chị ra chợ là phải 11-12.000. Dục cho chị mấy hộp chưa? 20. Ren hết ren rồi chị ơi. Không còn ren. Chỉ còn su lạnh với lại cô Tông Thông Hơi này thôi. Nè. Chỉ còn su lạnh với cô Tông Thông Hơi nha. Đó. Đủ màu nha mấy bà. 10 cái nha. 10 cái. Khoan khoan đợi chị chút. Su. Su lạnh. Su lạnh nằm bên đây rồi nó cục dưới cùng rồi. Quần su. Cái này nó không có size chị ơi. Quần lót cái đâu có size. Quần lót là đa số là hàng resize giùm em. Rút cục dưới nó đi. Quần lót là hàng resize giùm em nha. Đây nè. Rồi chị nào lấy cô tông nữa thì lấy. Còn cái này là su lạnh cho em. Su lạnh này một chục. Một chục cũng là 75.000 luôn. Hai loại, chị nào thích mặc cái nào thì mặc. Cái này là su lạnh nha. Đây. Su lạnh cho em một chục cũng là 75.000. Ai lấy su lạnh thì lấy, ai lấy cô tông thì lấy nha. Cái này là su lạnh. Su lạnh cho em một chục là 75 luôn. Đồng giá ai muốn lựa gì lựa. Nè. Đẹp lắm mấy chị ơi. Nói chung là hàng này giá này 7.500 cái là quá rẻ luôn. Đó. Chị lấy 5 set đi em tính cho sỉ 70. Chị lấy 5 set đi em tính cho sỉ 70. Chứ cái này em nói thiệt em bán không có lời nhiều đâu chị ơi. Mấy chị mua hàng bên em biết mà. Em bán rẻ hơn người ta cả mấy chục ngàn một cái thì em đâu có bớt nhiều được. Hàng lúc tôi đi chưa. Hàng hồi tối chưa nha bà Watigon ơi. Hàng hết rồi nha. Nè. Ủa lộn, cô Tông Thông Hơi cho bà Hoa Tigon. Chưa có chốt đơn hồi tối. Cho Hoa Tigon. Hoa Tigon. Dạ 40-60kg. Ok 3 xu 5 cô Tông. Hồi nãy chốt cho chỉ một cô Tông rồi hả? Thêm cô Tông nó ghi 70 thôi chị sĩ. 70 Nhung Ngô, Nhung Ngô. Ok chị. Ok nha. Cái này là 75.000 chị ơi. 75.000 một chục nha. Nè. Cho chị Nhung Ngô nè. Nhung Ngô thêm 3 xu. Ok. Dạ 40-60kg. Một chục cô Tông. À một chục cô Tông 50kg hả chị. Dạ cái áo, cái quần chiếc này là hàng resize giùm em nha. Không có size nha. 45-60kg là mặc được nha. Chị lấy thì báo em cho chị Bích Liên. Su lạnh. Su lạnh này cũng 75.000 chục luôn. Cho gia đình nhỏ. Đó. Ai lấy thì comment. Cô Tông Thông Hơi với lại su đều đồng giá 75. Chế nào muốn lấy gì lấy mấy chị ơi. 7.500 cái. Chục cái có 7.500 mấy chế mua về để dành mặt. Ok chị Lưu Ngọc một chục. Chị Lưu Ngọc su lạnh rồi.
Trời ơi, không lẽ tôi nói thiệt với mấy bà mặt mát lắm luôn. Ok lấy. Chị ơi, tiền ship là 30 cho tới 35 ngàn tùy khu vực nha. Rồi, chỗ nào lấy comment cho em. 75 ngàn một chục. Chị lỡ mua, chị mua nhiều nhiều 2-3 món gì đi cho nó đỡ tiền ship. Chứ bà mua có 1 chục này, thêm ship 30, 35 ngàn nữa ra cũng hết 100, 101 rồi. Cũng muốn mua bằng ngoài này là áp dụng cho chị nào mua số lượng nhiều á cho nó đỡ tiền ship. Rồi em qua nha. Bây giờ em qua cái chip kháng khuẩn nè, 80 ngàn hộp 5 cái. Cái kháng khuẩn này người ta đang bán 101 một hộp. Tôi bán cho mấy bà 80 ngàn thôi. Em bán bình thường cho mấy chị là giá cực kỳ rẻ rồi. Cho nên nhiều khi á, mấy chị kêu em bớt em không có bớt được gì hết trơn á. Tại em bán không có lời nhiêu đâu. Rồi đây hộp. Ủa cái này là tối có một hộp lẻ đâu rồi. Đây. Cái này là chip cô tông kháng khuẩn cho em nha mấy chị ơi. Hàng Quảng Châu nha. Hàng kháng khuẩn cho em. Mấy chị cầm vô cái mình vải nó sẽ khác rất là nhiều. Và em đang bán như vậy cho mấy chị một hộp 5 cái là 80 ngàn. Cái này là cô tông kháng khuẩn cho em. Mấy chị coi cái vải nè. Cái vải nó mấy chị 60, 62 kg, thậm chí 65 kg bon chen mặc được luôn. Nó rất là mềm, ở trong nó lót cho em nè. Một cái lớp lông rất là mềm luôn. Mịn cực kỳ mịn luôn. Đây. Cái này là cô tông kháng khuẩn cho em. Một hộp 5 cái 80 ngàn. 80 ngàn cho em một hộp 5 cái. Đẹp lắm, đẹp cực kỳ đẹp luôn. Đó. Chế nào lấy kháng khuẩn đi comment cho em một hộp 5 cái 85 ngàn. Ồ lộn, 80 ngàn. Đây nha. Rất là đẹp luôn nha chị em ơi. Cực kỳ đẹp luôn. Cho chị Mộng Nguyễn học đi em. Đẹp cực kỳ đẹp luôn. Mấy chị mặc rất là đã luôn. Cô tông kháng khuẩn cho em. Một hộp 5 cái 80 ngàn. Rồi. Ai lấy kháng khuẩn nữa comment nha. Đó. Lâu lâu em về được lô này cho mấy chị bán giá rẻ chứ mấy chị mua ngoài là làm gì có hộp này 80 ngàn. Cho chị Nhung Ngô hộp 80 ngàn hộp 5 cái. Rồi em qua nha. Tại vì mấy cái này bữa giờ like cũng nhiều rồi. Đây cái cục áo bơm hồi nãy còn một cục size 60 kg nè. Chị nào lấy comment cho em 5 cái. 1, 2, 3, 4, 5 cái. Comment cho em áo cuộn. Bà Lý Khôi ơi, tôi chỉ cần bà lựa chắc chắn giùm tôi là được. Đừng như bữa hả mất công xả ra mệt quá. Cho cái gì hoài vậy Su? Thấy cô Thảo đang làm không? À, cho chị Lý Khôi một hộp. Phạm Mỹ Tú một hộp. Phạm Mỹ Tú. Chị nào thấy cô Thảo rảnh thì kêu cô Thảo mở giùm đại hai ba cái cho nó đi Thảo. Rồi chị nào lấy áo cuộn này em mang tặng luôn nha. Một cuộn cho em 60 ngàn. 5 cái áo 60 ngàn. Ai lấy cuộn comment cuộn cho em. 5 cái áo 60 ngàn. Toan bé rồi. 5 cái áo 60 ngàn cho em nha. Bỏ dưới. Để đây. Form này là 60, 62 kg quay đầu. Cái này là size L á. Tôi bị sale cuộn á. Tôi sale cho mấy bà luôn á. Cho bà bé Nguyễn Trần 60 ngàn xả luôn. 5 cái 60 ngàn. Rồi lên cho em cái áo này bán tặng 20. 20 ngàn còn một cục này tặng luôn cho nó hết đi nè. Ủa quên má ơi. Trời ơi chưa có xả hết thằng bơm mấy bà ơi để xả hết cái đã. Để xả cho hết thằng bơm cái đã cuộn. Cuộn đó hết rồi nha. Giờ còn cuộn size nhỏ được không? Ghi cho chị Hoàng Anh cuộn kháng khuẩn. Đây còn nguyên một cuộn mà cái màu nu không được không? 5 cái đều màu nu hết. Còn cuộn này size L luôn nè, 60 kg quay đầu. 60, 62 kg á. Màu nu, màu đó dễ mặc. Đây cái này có tôm đùi trong đây. Này ai vậy? Khách hàng nói giao sai sản phẩm. Vụ gì vậy trời? Ôi má ơi.
có vụ giao sai làng sản phẩm nữa, đặt ba bộ ton mà giao sai sản phẩm. À biết rồi, biết bà này là bà nào rồi. Tào lao âm binh. Nguyễn Tiền có coi trên live không? Đơn này của mẹ em nè. Đây mấy chị ơi, ton ton cho em ton. 60 62 kg quay đầu cho em, bộ này 65 kg được luôn. Lên cho em bộ ton. Lên cho em ton đùi 45.000 màu đỏ. Ai lấy đỏ comment đỏ, 45.000 cho em đỏ. Quên, chị không nhớ là ai, tại sao mà giao sai sản phẩm. Tôi đang thắc mắc hàng tôi bán cho mấy bà, tại sao có cái vụ mà sao giao sai sản phẩm. Tên cho bà Lý coi. Ừ, lâu lắm chứ đâu có nhanh đâu. Chị Nhung Ngô ơi, còn hai bộ để cho chị nha. Nhung Ngô còn hai bộ nè, 45 em. Bà Lý Khôi này bữa nay bà lựa xong mà bà không chốt nữa, tôi lại bà luôn đó nha. Lần này là tôi nè, bỏ cho chị Nhung. Còn hai bộ cho chị Nhung Ngô ơi, 45.000. Ton này ton đẹp á. Rồi đây con mắm. Cái con điên này nè. Cái con điên này nó xài ba cái Facebook, nó bơm hàng tôi đúng ba cái Facebook luôn nè. Một phay tên là Như Ngọc, một phay tên là Nguyệt Lê, còn bữa hổm nó bơm một cái phay tên là gì nữa. À nội cha nó đặt ra ba cái Facebook, nó bơm đó, nó tạo ra ba cái Facebook, nó bơm tôi đúng ba lần luôn. Nó cho ba số điện thoại khác nhau luôn mới ghê chứ. Nhỏ này cao thủ thiệt nè. Đây ngố nè, mua một đống hàng luôn, lên cho em ngố được không? Thôi cô Thảo cắn ra mở ra từng mắt giùm cho. Rảnh quá rảnh. Lên cho em bộ ngố giấy mấy chị ơi. Ngố giấy, ngố giấy. À xin lỗi, ngố lưới, ngố lưới. 60kg quay đầu cho em bộ ngố. À lấy ngố comment nha. Em khui bơm cho mấy chị 65.000 bộ ngố. Đây là bộ ngố lưới Quảng Châu cho em nha mọi người. Hàng này hàng Quảng Châu nè. Lên cho em bộ ngố 65.000. Ngố lưới cho em 65.000 ngố lưới. Trời ơi, nó có nhiều đứa nó rảnh như lắm mấy bà ơi, tôi nói thiệt. Làm như nó rảnh quá, ở nhà nó không có việc gì làm á. Nó rảnh quá, nó không có việc gì làm á, nó phải lên nó lấy cái này lấy cái kia đồ. Thiệt bó tay chấm cơm luôn. Ngố lưới cho em cho chị Kim Quanh Nguyễn. Em sale hàng này là hàng 85-90 không đó. Giờ em sale cho 65.000. Rồi lên cho em bộ ngố 3D, 65kg về 3D, 3D. Ai lấy 3D comment em cũng sale 65 luôn 3D nha. Kim Quanh Nguyễn đúng không? 3D, 3D. Ai lấy 3D comment cho em hàng này 3D Thái nha mọi người. 65.000 luôn. Trời ơi, bà chưa thấy nó ác đâu. Nó lấy ba cái Facebook nó tạo. Nó đi đặt hàng bên tôi đúng ba cái luôn, ba số điện thoại khác nhau luôn. Khi gọi điện nó nghe máy, nhưng mà khi mà giao hàng tới nơi không nghe điện thoại. Trời ơi, có đầu tư luôn. Rồi lên cho em thể thao nam, em còn cái 3D cho chế Nguyễn Sang Trang 365.000. Comment cho em áo thể thao mấy chị ơi. Trời, nãy giờ không có bắt cái quạt luôn hả? Mát không? Thôi chị bắt cho chị dặn máy lạnh nó lên. Áo nam thể thao cho em 35.000 nha. Không có cái quạt nó phải riu riu mới được. 35.000 à, Đặng Minh Tâm. Nó đỏ bị ngợp á, bụi á. Quần áo nó ra bụi á. Ok chị Đặng Minh Tâm, ra bụi lắm. Đây lên cho em bầu lụa chín tóc nè. Hàng này lụa mướt mượt luôn, 60-62kg về cho em bầu lụa chín tóc. Lụa quá nha mấy chị ơi, hàng chín tóc này nó mịn coi nè mấy chị. Mịn chân luôn. Rồi em tặng luôn bộ này 75.000 đi. Sale thì phải sale cho tới nóc, 75.000 cho em chín tóc. Ai đó chín tóc comment 60-62kg về 75.000. Comment cho em chín tóc 75. Thôi chiều nay mình đi mua. Đây à, đi mua phụ kiện đi. Có cây cài cài hoài với bà cười chết. Lên cho em bộ chín tóc nha. Rồi satin. Satin chín tóc luôn, 60-62kg em cũng sale luôn 75.000.
Satin luôn cho em nha, 75.000. Chính tắc cho chị Nguyễn Thuy. Thuy U Y dài Nguyễn Thuy. Comment cho em satin 60-62 kg. Bộ này cũng là chính tắc luôn. Lên cho em satin 75.000. Satin 75 luôn. Lụa hết rồi chị Kim Oanh Nguyễn ơi. Em còn bộ satin nha chế. Chiều nay sẽ tôi sẽ đi mua một mớ phụ kiện mấy bà ơi. Comment cho em bộ ngố satin 75 cho chế Nhung Ngô. Lên cho em bộ ngố, bộ ngố. Ngố 60 kg về cho em bộ ngố. Em bán tặng cho mấy chế bộ ngố đây luôn 55.000. 55.000 ngố, ngố. Hello, hello mọi người, 55.000 ngố cho em. Ai lấy ngố, comment ngố 55. Rồi em lên bộ to em bé mấy chị lựa giùm em đi nha, size nhỏ em báo trước nha. Ngố cho chị Lữ Hạnh 55. Rồi em báo trước ai còn hai bộ này. Con mắm này nó đặt hai cái bộ đùi này xong rồi nó im ru luôn, có hai bộ à. Đúng rồi. Lên trên nhà chị đi chị cho. Đùi 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 45.000 cho em. À xin lỗi, ngố, ngố lạnh, ngố lạnh. Ngố thun lạnh cho em 55 kg về 3D thun lạnh á. Bộ ngố ngay sale cho mấy chị 50.000. Lên cho em mã 50 cho em ngố. Thôi sale 45 đi chơi cho vui 45.000. Ai lấy hồng comment hồng 45. Ngố này 55 kg quay đầu giùm em, hồng 45. Hồng 45. Sale tặng luôn 45.000. Lên cho em ngố màu xanh. Cái này là 3D nha mấy chị ơi. Em sale 45.000. Có 45.000 thôi. Nè, xuất sắc chưa? 45. Ok gì Nhung Ngô. Nhung Ngô 45.000 hai bộ. Ok gì Nhung Ngô. Hết là tình yêu ơi. Cho chị Nhung Ngô. Nhung Ngô hai bộ fan từ từ để em lấy qua cho. Hình như em còn một mớ cái hàng này. Đợi chút xíu. Tôi xả bung tẹt ra cho mấy bà luôn nè. Lửng nè. Bán tặng lô này nha, một lô duy nhất trong đời nha. Ồ, cái này bộ đùi. Có lửng có đùi đầy đủ. Có lửng có đùi đầy đủ nha. Lửng đâu? Sao đùi không vậy? Đây đây, lửng còn đây. Em xả lô này đi, hàng nhiều quá giờ không có chỗ để đồ rồi. Còn, từ từ đừng lo. 45.000 còn. Còn bộ màu cam. Chưa chưa chị Nghi Loan ơi, chưa. Hồi tối hôm qua em bán ế quá em chưa chốt đơn. Xả xui hết. Chị bán cho thiệt, em nói thiệt mà. Hồi nãy có chị nào lấy bộ màu cam không ta? Nãy em có màu cam không? À nãy là xanh hồng thôi phải không? Cái này cam nha. Cam nè 45.000, hoa tigon cam. Hoa tigon cam rồi. Em nói thiệt mà, em nhập lô này em xả xui luôn á. Nè, đùi đùi. Ủa cái này đùi hả? Rồi đùi mấy chị ơi, đùi. Rồi lên cho em đùi 40. Tối hôm qua mặn lắc. Đúng rồi chị. Hầu như tối hôm qua em like là mấy chị đều không mua được. Rồi bữa nay em xả còn có vài bộ. Em xả luôn 40.000. 40.000 cho em bộ đùi nha. À bộ đùi. Bộ đùi. Bộ đùi này là lẻ 45, sỉ là 40. Đó, tôi xả luôn cho nè. Lên cho em đùi chuột màu vàng. Cái này là thun lạnh 3D. Cái vải nó mịn chân mát lạnh mấy chị ơi. Chuột vàng 45.000. Chuột vàng. Rồi chuột màu hồng. Chuột màu xanh. Xanh lá, xanh biển. Chuột màu đỏ. 45.000 bộ chuột đùi cho em. Chuột đùi. Đây màu xanh nè. Em bao cho mấy chị mát lạnh luôn. Cái này đồ người lớn mà phơm nhỏ em ơi. Bích Trâm. Bích Trâm Vũng Tàu 45.000. Bích Trâm Vũng Tàu. Chị Mộng Nguyễn. Dạ 45.000. 45k thôi mấy bà. Nè. Trời ơi. Lên giùm em chuột hồng. Chuột hồng cho Thu Hiền. Dạ từ từ để em xíu. Chuột hồng cho Thu Hiền.
Xong này lên áo su lai lâu lắm nha. Tại vì áo su nó lộn xộn, ngố hết rồi. Chị, chuột xanh biển. Cho chị Mộng Nguyễn. Chị Kim Quanh Nguyễn ơi, chị lấy màu nào vậy? Em còn xanh lá, màu đỏ với màu xanh biển. Chị lấy màu nào chị ơi? Màu hồng hết, lấy xanh lá giùm em nha. Xanh lá. Chị Kim Quanh Nguyễn 45. Em còn màu đỏ với lại màu xanh biển. Vải mát lạnh nè mấy chị. Vải mát lạnh nè. Em còn xanh biển với màu đỏ nha. Này mặc ở nhà bao mát cho mấy bà luôn. Em còn xanh biển với đỏ tình yêu ơi. Hai bộ lấy chị. Chị Nhung Ngô lấy đi. Chị Sĩ là chị tính có 40 thôi đó. Chị Sĩ là 40 đó. Mua đi. Đừng lo, đừng có lo giá với em, yên tâm. Hết rồi bà Như Như ơi, rồi lên cho em con chuột số 2 đi. Không. Màu da, màu tím, màu hồng, màu vàng, lên cho em con chuột số 2. Con chuột số 2 cho em. Trời ơi, nó đẹp, dễ mang chưa, giả mang con ngang chưa. 45.000 bộ này mấy bà đâu có tiếc đâu mấy bà. Mặc biết bao giờ hư bộ này 45.000. Có 4 màu cho em, 4 màu. Chuột số 2 cho em đi, màu hồng nè. Số 2 màu hồng. Số 2 màu vàng. Số 2 màu da. Với lại số 2 màu tím. Màu tím, hồng, vàng. Mua hàng bên em là yên tâm đi, về bận. Hồng vàng cho chị Nhung Ngô. Về bận bao đã luôn Nhung Ngô. Cái đó Nguyễn Lan 45. Rồi. Màu da màu tím Như Như. Như Như inbox số thoại địa chỉ qua giùm em nha Như Như ơi. Như Như inbox số thoại địa chỉ qua giùm em nha. Còn một con chuột vàng. Còn một con chuột vàng 45.000, còn một con duy nhất. Ai lấy chuột vàng comment còn một con chuột vàng nha. Hết rồi chị ơi. Em còn con chuột vàng à. Ai lấy chuột vàng comment 45.000 chuột vàng. Hình như là tới 3-4 mẫu chuột rồi. Rồi qua cho em mẫu bò sữa đi. Vàng cho chị Nhung Ngô. Như Như. Như Như inbox qua giùm. Lâu quá tôi quên đó bà ơi. Hồng tím còn nhé. Chuột còn, chuột còn. Còn đang ri nữa. Màu hồng, màu tím. Có màu xanh biển nữa nha. Hồng tím cho chị Ngọc Bình. 45.000 Ngọc Bình. Rồi ok chị. Số 2 màu hồng. Nhiều màu nha mấy chị ơi. Em toàn màu hồng nha. Màu vàng. Màu da. Màu xanh biển, màu tím. Còn đủ 5 màu. Hồng cho chị Kim Quanh Nguyễn 45. Ai lấy con chuột số 2 comment màu vàng nè. Màu da nè. Màu tím nè. Màu xanh biển nè. Rồi có chị nào lấy con chuột số 2 này nữa comment nha. Còn đủ 5 màu luôn. Chưa từ từ. Cái này xong qua cái tôm bé cái nữa. Thung lạnh 3D chị ơi 45.000. Thung lạnh 3D. Thung này 45.000 về mặt ghiền chết luôn mấy bà ơi. Rồi qua cho em con bò sữa đi. Bò sữa cho em nha. Có màu cam nè. Màu tím. Màu vàng. Màu xám đen. Rồi 4 màu. Bò sữa này còn 4 màu nha. 45.000. Tỷ 10 bộ là 40. Lên cho em con bò. Ok chị lên liền con bò, con bò. Rồi lên cho em mã bò sữa, bò sữa. Nè mấy bà cưng chưa, 45.000. Bò sữa cho em. Bộ tôm bé là size có 22kg đổ về nha chị ơi. Màu tím, màu xám. Bữa trước bà Lý Khôi cũng lựa một đống vậy nè. Cũng xả đơn một lần rồi. Lý Khôi. Lấy chính xác giùm em nha mấy chị. Lý Khôi à, Lý Khôi hoa tigon. Hoa tigon màu vàng. Hoa tigon màu vàng. Như Như xám đen.
như như xám đen hồng vàng. Cho chị Nhung Ngô. Bộ có hết rồi, bò hết rồi. Không. Rồi. Em còn một mẫu lửng, một mẫu lửng nữa rồi em qua tôm cho. Ta đang mẫu lửng lấy cái hình gấu đi rồi, gấu này em còn lửng nè. Lửng em cũng sale luôn 45 cho mấy chị nha, tại vì còn ít quá em xả luôn á nè. Gấu. Gấu này em còn quần màu xanh, quần màu đen, chỉ là quần màu cam. Bò. Còn 3 con nha chị Kim Cương ơi. Cho chị Kim Cương 40. Gấu gấu cho em gấu ngố còn được 3 màu. Gấu ngố này em còn màu cam, màu xanh lá với lại màu đen. Nó khác. Con gấu màu gì thì cái quần nó sẽ đi màu đó. Đây nha mọi người. Ngố ngố cho em 45 ngàn luôn ngố. Đây gấu màu cam nè, áo màu cam, quần màu cam nè. Áo màu vàng, quần màu vàng nè. Áo màu xanh thì quần màu xanh. Cái này là xanh riêu á. Rồi có ai lấy ngố comment cho em ngố. Ngố này bán mấy chị 45 ngàn luôn. Cam cho Mỹ Tiên Bùi. Ồ cái quần này màu vàng. Bà Nguyễn Lan ơi tôi lộn rồi, màu xanh riêu chứ không có màu đen bà ơi. Màu xanh riêu, màu vàng với màu cam, không có màu đen. Lộn nha, màu này màu vàng. Không có màu đen mấy chị ơi, màu xanh riêu, màu cam với màu vàng giùm em bộ ngố. Xe 45 luôn. Màu cam. Còn bộ màu cam đi Kim Quanh Nguyễn nè. Màu xanh với màu vàng cho em, màu xanh riêu với màu vàng. Em bị lộn lộn. Xanh riêu cho Nguyễn Lan nè. Xanh riêu cho Nguyễn Lan à. Đầm suông mặt ngủ, đầm cô Tông Thái thôi à. Dạ. Nóng. Chị Kim Cương với comment màu gì vậy trời. Xanh cho chị Kim Quanh Nguyễn. Em còn 2 bộ màu vàng. Ngố em còn 2 bộ màu vàng nha. Rồi. Rồi em qua cho mấy chị cái tôn bé. Tôn bé này em báo trước là size nhỏ nha, nó không có size lớn nha. Xanh riêu hết rồi chị ơi, em còn 2 bộ màu vàng. Ngố đó em còn 2 bộ màu vàng nha mấy chị. Rồi mấy chị lên cho em tôn bé. Nè. Bây giờ em lên size SML 1X cho em. Chị nào lấy nguyên 1 ri á. Nguyên 1 ri như vậy á là 4 size nè, 4 màu luôn nè. 1 ri là 4 màu và 4 size cho em. Từ size S cho tới size 1X. Chị lấy nguyên ri 4 size cho em. To này to bao nhiêu rồi? To này to em bán 40 ngàn đúng không? Chị nào mà lấy nguyên ri 4 bộ luôn á là 35 ngàn. Lấy 1 ri cho em. Tại vì 1 ri nó có 4 bộ 4 size. Đây. Nè 4 bộ như vậy nè. Size SML 1X. Em bán lẻ là 40, còn chị sĩ nào lấy 1 ri 4 size là 35 ngàn. Không đẹp không lấy tiền. Nè. Đây nha mấy chị, size này là size 1X nè. Size 1X này tầm 22-23kg. Tại vì con em nó mặc size 1X. Nó là 22kg. Là nó mặc size 1X nè. Con em nó ốm nha. Dạ được, mấy chị mua 4 bộ 1 size cũng được. Đó. 4 bộ 1 size cũng được là 35 ngàn. Đây size S nè. Đây size S là size này nè. Size S là tầm 10-12kg á. Đây. 10-12-13kg cho em size S nó bự vậy nè nha. Đó, size S nè. Thấy không? Ngon lắm. Đó. Bà nào lấy 4 bộ là 35 ngàn bộ. Trời ơi, bận mát gửi luôn mấy chị ơi. Ton này là ton hai da cho em. Ton đẹp như ton người lớn mình vậy đó. Ai lấy size S thì lấy.
Ok, bà bảo trong vỏ mới tặng sao tôi đúng không? Rồi chốt đơn nhắn tin gửi quà tặng nha. Rồi. Bốn bộ size S ok chị. Cái này trai gái gì cũng tôi thấy cũng bận được bà ơi. Tôi thấy ta trai gái gì cũng bận được trơn á. Tại vì bộ ton mà. Trời ơi bốn bộ được bốn màu luôn á bà ơi. Rồi, quá đã luôn. Nè. Bốn bộ 35.000 bộ. Nè, bốn bộ bốn màu cho em. Cho chị Nghi Loan. Nghi Loan 35.000. Mấy chị lấy một size cũng được, mấy chị muốn lấy một size cũng được nha. Còn sỉ là bán nhiều thì phải lấy nhiều size cho dễ bán. Đó. Ai lấy comment cho em, nó có hình trái cây với lại hình nè. Hình trái cây với lại hình công chúa. Đây. Đây bộ ton bé cho em. Lẻ 40 sỉ 35. Đó, sỉ cứ 4 bộ cho em là 35.000 bộ. Rồi qua nha. Chị ủa chị ấy đâu rồi ta? Bà kêu tôi like cái này đâu rồi? Ok, ai tặng sao thì nhớ nhắn tin cho em để em tặng lại quà nha. Đó, cái này là ton bé nha. Một return em nói thiệt, bà nào mua cái này à, cái này đang thiếu size S. Bao đẹp cho mấy chị luôn. Cho chị Nguyễn Lan 4 bộ. 4 bộ là có 100 140 à, trời ơi nó mặc biết bao giờ. Em lấy hai ri nha, hai ri nguyên nha. Hai ri nguyên với hai bộ lẻ. Hai ri nguyên với hai bộ lẻ giùm em. 4 nè. 8 nè. 10 nè. Ok chị, dạ 35.000. U mày đợi chút. 10 bộ cho chị chết già, cho chị Nhung Nguyện, Nhung Ngô. Ok, mấy tình yêu. Ai tặng sao em nhớ báo. Rồi. Dạ, em sẽ tặng lại mấy chị thí dụ cái áo thun hay là một bộ đồ, bộ ngố hay là tặng cái gì đó nói chung lại. Tại vì mấy chị tặng sao cho em mà 50, 75 sao á thì cũng có 8 ngàn mấy thôi. Có 8 ngàn mấy cho 9 ngàn thôi. Thì em sẽ tặng lại mấy chị thí dụ cái áo thun, một bộ ngố, một bộ đùi hay là cái gì đó. Em có cái gì nhiều thì em sẽ tặng. Mà đương nhiên sẽ tặng hơn cái số tiền của mấy chị tặng cho em chứ không có thua đâu, yên tâm đi. Kìa Đồng Tháp kìa, tạm dừng phục vụ tại chỗ rồi kìa. Nay bùng dịch nữa hay sao rồi. Rồi nha, có ai lấy return nữa comment cho em nha. Ton ton. Dạ là một bộ 35.000, 4 bộ là 140 á chị. Trời ơi ton này ton ton hai da mà làm gì có 4 bộ 35.000 chứ. Lấy không báo lại em nha. Trời ơi 4 bộ 35 chắc em xỉu xỉu cà ná luôn quá. Rồi mẫu số 2 mấy bà ơi. Có nghĩa là 35.000 bộ. Là chị nào mua 4 bộ là giá 35.000 bộ, còn chị nào mua lẻ là 40.000. Đây mấy chị mua ton bé trai mấy chị lấy mẫu này đi. Ai mua cho bé trai lấy mẫu này size SML 1X luôn cho em 4 size. Đây. Con trai mấy chị cho nó mặc cái này là ok. Nha. Vải mát lạnh luôn. Đây. Đó. Comment cho em mấy chị ơi, comment cho em. Em nói thiệt mà. 4 bộ mà 35 ngàn em thiệt bán nhà có thiệt luôn á. Đó chị nào lấy ton bé mà mấy chị muốn mua cho bé trai thì mấy chị lấy mẫu này. Cái này một ít là khoảng 25 kg nè. 25 kg.
hai bộ là 40.000 bộ nha chị. Bỏ cho chị Nghi Loan lại hai bộ đi. Một ít là khoảng 25 kg. Bán nhà là có thiệt đó mấy chứ ơi. Chị ơi, áo nam thì em bán theo cái size của nó có, em báo size đây chị. Cái size của nó sao thì bữa em báo size rồi, mấy chị mua rồi đó. Rồi chị nha, 10 bộ. 10 bộ đủ size cho bà chế. 10 bộ nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trời ơi không đẹp quá thôi luôn, mát lạnh luôn. Vải mát lạnh luôn nha. 20 kg lấy size 1X đi mấy chơi. Là chắc chắn. Chắc chắn ok. Ừ 30 kg không có dính vô mấy cái form này được đâu. Cái này em báo mấy chị là size bé rồi. Chị ơi bây giờ nếu mà lỡ trường hợp không vừa kiếm ai chia lại giùm em đi chị. Hai cái size đó trên áo nó cùng một ri là giống nhau nha. Còn lớn hay nhỏ là do nhiều khi nhà lò nó để em không có để ý á. Ví dụ bây giờ lỡ trường hợp xui quá bằng ông vừa thì kiếm ai chia lại giùm em đi, có một cái áo à. Nè, cho chị Nhung Ngô 35.000. Nó cùng mấy chị biết không, khi nó cột vô một cọc vậy nè. Hàng ri size một cục như vậy là 10 cái cho em. Thì khi em bán mấy chị em cũng sẽ rút size ra 10 cái. Nó cùng một size trong một cây. 20 kg. Chị Ngọc Bích ơi, Ngọc Bích này khách mới gì nè, không inbox cho em, inbox đi chị ơi. 30 kg không vừa. Đúng rồi. Có size 10 kg. Có 10 kg thì chị lấy cái size size S đi chị ơi. 10 kg mặc size S giùm em. Rồi bây giờ là còn 10 kg mặc size S. Size S, size S. Rồi nha em qua nha. Bây giờ ton là còn, còn mẫu đi biển nè, mẫu trái cây này với lại mẫu hình thôi nha. Trái cây này là nam nữ cũng mặc được luôn nè. Mấy cái mẫu trái cây này nè. Đó. Rồi qua nha mọi người. Ton bé tại vì lô này về nó thật là size nhỏ, 20 kg đổ lại thôi, cho nên nó mới được cái giá rẻ đó mấy chị ơi. Đó, ai lấy ton bé nữa thì lấy. Này Thảo bước qua để cái ton này vô lỗ đó đi đó, cho nó chấm. Để lên lỗ. Ừ. Kỳ vậy, ngang như vậy nè. Ngang nó mới vừa, còn xuôi thì nó hơi lỏng. Ừ. Rồi em qua ton bé nha. À, lên cái áo lông bé đi. Đây em có một cái sản phẩm này cho mấy chị mua, lấy 4 bộ bé gái size S, lấy 4 bộ bé gái size S. Đây em lên. Rồi, ít thôi. Em lại em rút cái trái cây đó, hai bộ size S với cái hình bé đó, hai bộ size S cho chị, 4 bộ. 4 bộ lấy 4 màu nha. Rút một cục ra. Trái cây lấy hai bộ size S. À, còn hình bé gái lấy hai bộ, công chúa lấy hai bộ size S luôn, 4 bộ. Áo ngực hả? Con bé size có 2, còn size 20 kg đổ về à, bà Hoàng Yến ơi. Còn 20 kg đổ về được không? Đây áo lông bé nè. Trời ơi cái vải nó mịn. Em nói mấy chị, đưa đồ con nít coi shop. Đây nha mấy chị. Bây giờ mấy chị chưa có cần cái này, 91 Noel tới là mấy chị sẽ rất là cần cái áo lông bé này cho em. Áo này tầm 15 kg. Trời ơi mấy chị ơi, nó đẹp nè mấy chị. Mấy bà thấy nó đẹp không?
cái lông bé này cho em nha mọi người, cái vải nó mịn chân luôn mấy chị nha. Size 15kg quay đầu cho em. Giá nhiều quên nữa rồi, đợi em chút xíu. Lông bé 55.000 một cái. Rồi. Chị Kim Cương ơi, đồ bé em còn bộ tôm với bộ lụa chị. Ghi cho bà 4 bộ 35.000 bộ cho chị Ngọc Bình. Đây nha mấy chị ơi, lông bé cho em. Áo lông bé nha, cái vải nó mịn cực kỳ. 50.000 đây thôi, 50.000 thôi, 50.000. Ai lấy màu cam comment cho em màu cam 50.000. Bây giờ mấy chị thấy chưa cần thôi, mai mốt vô Noel mấy chị kiếm cái này cho nó mặc không ra. Mấy chị mà nhận cái này không đẹp đem lên dục vô mặt em, nếu không đẹp. Lông bé cho chị Nguyễn Lan 50. Không đẹp đem lên dục vô mặt em. Ủa Thảo, cái đó còn không Thảo? Cái này nè. Đem hết qua đây luôn đi. Rồi từ từ đợi em xíu. Tom. Dạ chị Kim Cương ơi, Tom nó có 4 size nha chị. Từ size S cho tới size 1X. Cái mẫu đó còn cái mẫu mới gì chốt. Như cái mẫu đó nó có bộ đó mấy bà ơi. Qua mẫu số 2 cho em đi, nhiều mẫu lắm. Ê, em còn màu hồng. Mẫu đó em còn màu hồng được không? Dâu tay mặc vừa không đâu? Dâu tay giờ mày cứ lấy đây đi rồi mốt lên coi sao đi chứ ai biết. Giờ cứ lựa màu đi rồi mới mốt lên tính. Chị ơi lông 10kg, từ từ đây. Lên cho em màu hồng đi, để em báo size cho mấy chị đặt. Lên cho em màu hồng đi, đây cái này 10-12kg nè. Mấy chị biết sao không? Cái này nếu mà mấy chị mà mặc không, nếu mà nó mặc không vừa gài nút á thì mấy chị cho nó choàng thôi. Nhưng mà hàng là hàng xịn. Đây là mấy chị. Nếu mà nè mấy chị coi cái nút người ta nè. Nếu mà mấy chị mà không, nếu mà lỡ xui quá về bé nó không vừa, mấy chị cho nó mặc choàng tay thôi, đừng gài nút. Em nói mấy con Thảo mà nó cầm cái chất lên nó còn mê đó Thư. Mịn chân luôn. Rồi comment cho em màu hồng này 10-12kg đi mấy chị ơi. Size 1X nè. Size 1X cho em. Trời ơi nó cưng cực kỳ luôn mấy bà ơi. Đẹp lắm. 50.000. Bây giờ mùa nóng mấy chị thấy nó không cần thiết, chứ mai mốt vô Noel nó qua mùa lạnh là kiếm cái áo này cả 100.000 một cái đó. Cả 100.000 một cái, lông đẹp lắm. Cho chị Ngọc Bích. Ôi xin lỗi, chị Trần Hưng Phú. Màu hồng chị Hạnh Trần ơi, lấy size gì? Ê nó có size nhỏ nữa, từ từ. Size 1X. Ai em có màu hồng size 2X nè. Hồi nãy Nguyễn Lan lấy cái màu cam rồi không? Bây giờ thêm cái màu hồng nha cho Nguyễn Lan. Ai lấy màu hồng comment cho em. Hồng này em, màu hồng này em có size L là 8kg nè. Anh L là 8kg cho em. Anh là 7kg, 6-7kg á. Nè. Trời ơi cái lông nó đẹp lắm mấy chị ơi nè. Không, không có 20kg. Cho chị Hạnh Trần cái size 1X đi. 1X nè. Màu hồng nha. Chị nào lấy comment size cho em màu hồng. Cái màu màu này size bao nhiêu ký đây? Đợi chút. Đẹp lắm mấy chị. Em ở Đồng Tháp nha chị ơi. Em gái 10kg. Gái 10kg có không? Đây gái 10kg nè. Cho bà Ngọc Bích nè. Inbox qua giùm tôi nha bà Ngọc Bích ơi. À, của chị hồi nãy là một cái màu hồng hả? Kiếm cái màu da đi, hai cái màu cho nó khác nhau. 1X là tầm 12kg. Đây nó có hông tay nữa nha mấy bà. Trời ơi má ơi cái này cưng xỉu như vậy. Phan đi kiếm cái cho chị. Kiếm cái 1X. Lấy màu cam nha chị ơi. Ra đây lấy màu da đi. Ủa cái này 1X không có tay được không chị ơi?
này không có tay rồi. Rồi đợi em chút, đây đây một ít cho cái màu này đi. Một cái màu hồng, một cái màu cam nha chị Hạnh Trần. Một cái màu hồng, một cái màu cam nha. Ôi cái màu cam này nó có cái nón nữa nè mấy bà ơi, cưng xỉu chưa. Cái màu cam này nó có cái nón nữa nè, trời ơi coi xỉu lên xỉu xuống luôn rồi nè. Đây là 10 12 kg nè. Size 1 ít á. Trời ơi, cái màu cam này có cái nón luôn. Em bán mấy chị có 50.000 thôi nha. Cùng tỉnh là 30.000 nha chị Xuân Hiếu ơi. Mẫu tên con gái cầm cho chụp hình cái. Hạnh Trần 50. Lấy cho chị hai bộ đi, một bộ trái cây với một bộ hình đi. Dở lên cho chị chụp hình. Ừ, chứ một bộ trái cây. Nè chị Kim Cương ơi, 4 size nha. 4 size cho em. SML 1X. Ton này sỉ là 35. Lẻ là 40. Nhưng mà ton nhà em không có giống như ở ngoài đường bán mấy chị ơi. Cái này là hai da mai dằn đá dằn túi hết rồi nha. Đó. Nó còn hai mẫu, mẫu trái cây với lại mẫu mẫu trái cây với mẫu hình nè. Đó. Đó, đây là ton nha. Ton bé cho em 40.000, sỉ là 35. Rồi. Đây. Rồi, chị nào lấy cái mẫu không tay này comment cho em. Mẫu này là sắc nách nè. Trời ơi, mấy chị coi nó đẹp nè. Cái lông của nó là đủ ghiền luôn. Cái này 15kg nè. Nè. Cái này 15kg cho em. Đúng là đẹp luôn. Con tôi không có vé luôn. Đây mấy bà ơi, 15kg. Sao mà nó đẹp dữ, có 50.000 à. Comment cho em màu. Màu này mấy chị comment cho em màu da nha. 15kg màu da cho em 50. Trời ơi, mấy chị thấy gì chứ 11 ha. À mấy chị vô mùa đông lập đông một cái rồi á, kiếm đồ này cho bé không có đó. Mấy cái lô này em đặt về em bán cho chị em mình á. Nè cái này 10kg nè. Cái này khoảng 10kg nè. Đây cái này khoảng 9kg, 10kg. Lấy cái 15kg cho Ngọc Bích nè. 9kg nè mấy bà ơi. Đây đây cái này tầm khoảng 7-8kg. 9kg là cùng. Nè. Áo lông nha mấy chị. Mấy chị nhận áo này không đẹp về dục vô mặt em, nói thiệt luôn. Tôi nói mấy bà đó, cái lô này là xuất sắc luôn nha. 50.000. Bà nào lấy cái 9kg này comment cho em khoảng 8kg. 8kg. Khoảng 7-8kg. Để tôi mở ra coi tôi báo số ký cho. Nó nhiều loại quá. Có từ từ để lỡ cầm này nè. Nè 7-8kg nhiều nha. 9kg nè. Nè Bích Trâm ơi 9kg lấy cái này đi cưng ơi. Quá trời đẹp luôn nè. 9kg. Cái lông này chắc trai gái cũng mặc được á Nguyễn Tuyền ơi. Nó đâu có chia gì đâu. Đâu thấy nó chia gì đâu. Đâu thấy chia gì đâu. Còn cái 8kg, cái 9kg. Cái lông này, cái màu này trai gái gì mặc cũng được mấy bà ơi. Cái này là form này cho bé sơ sinh nhiều. Nè. Cái này size 2X nè. Cái này size 2X nè. Cái này chắc được 12kg. Cái này chắc được 15kg. 15kg. Vậy là size L là 9kg. Còn 1X là khoảng 12kg. Còn size 2X này được 15kg nè. Lông nha mấy chị. Lông bao xịn sò luôn. 50.000 cái. Để em chút xíu mấy chị ơi. Nhiều lô quá em like nó cũng lâu nữa. Rồi có tay nè. Ba size L, M, 1X nè. Nè
50.000 cái nha. Đây. Trời ơi. Má ơi cái này. Cái này có nón không nha bà con. Ê dâu tây nó mặc cái này được nè Thảo. Đây. Trời ơi một set cho tôi mấy bà ơi. Một set nha. Cưng xỉu chưa, một set cho em. Đó. Ôi ôi. Không. Cái này một dâu tây nó hơi tròn. Comment cho em 12kg mặc 1X cho em. L là khoảng 9-10kg. 12kg là 1X, 15kg là mặc 2X. Nó cưng xỉu luôn chưa. Cho bà Nhi Hoài nè. Nhi Hoài sale có 50.000 à. Em còn size L và size M 2X. Còn anh L và 2X nha. Set khoác lông cho em. Cái này là khoác nè. Có dây kéo. Như Ý Nguyễn ơi chị lấy size nào vậy? 9kg là anh L cho Bích Trâm. Bích Trâm Vũng Tàu. Như Ý Nguyễn lấy cái set 2X không? Chị Như Ý Nguyễn. Như Ý Nguyễn có đơn đâu trên này. Tối ba có đơn. Rồi lên cho em cái màu cam. Cái kia là màu hồng. Cái này màu cam. Rồi màu cam này cũng 3 size luôn. Anh L 1X 2X màu cam cho em. Cái màu hồng đậm gì? Này là màu cam, tôi kêu màu cam bà ơi. Tôi kêu màu cam, mấy bà muốn kêu hồng đậm thì ca kêu. Mà tôi kêu màu cam. Nè. Cái này thì có cái nón. Đó. Cưng chưa? Mai mốt mấy bà mua để dành, mai mốt tới Noel, tới Tết mấy bà mặc cái này cho nó mà không đẹp quá thôi luôn. Có 50.000 à nè. Lông bé. Cái vải nó mịn lắm. Em kiếm cho con em mà nó không có size lớn á. Nè mấy chị. Có cái nón. Lên cho em màu cam cho em mấy chị ơi. Màu cam này kèm nón 3 size luôn, anh L 1X 2X. Đây. Ai lấy màu cam comment. Bà muốn kêu hồng đậm thì là hồng đậm. Cam 9kg. Anh L cho Bích Trâm Vũng Tàu. Đẹp lắm. Để tôi coi 2X coi. Trời ơi, lô này đặt về cho chị em mình mua cho con á. Nè. 15kg hả bà? Này 15kg được á nha. 15kg được, dâu tay nó nhiều ký. Đó, 15kg. Ok cho Hoàng Yến cái 15kg nè. Ok Bích Trâm nha. Hoàng Yến 50.000. Đẹp xỉu luôn. Đẹp xỉu luôn. Đó, ai lấy comment cho em. Rồi, màu hồng em còn mẫu này nữa nha. Màu cam 11kg. Mặc 1X giùm tôi. Cho bà Ngọc Hiếu. 16kg hả? 16kg mặc size 2X cũng có thể được á. Nếu mà nó ấm ấm chút. Rồi comment cho em số 3. Trời này đẹp quá, này set nữa nè. Comment số 3 cho em mấy chị ơi. Áo này mấy chị mua được nhà em thôi chứ không ai bán mấy chị. Mà ở ngoài chưa chắc có cái lông này bây giờ nữa. Đẹp ghê chưa mấy bà. Nè. Đó. Comment cho em mã này, mã số 3 đi mấy chị ơi. Số 3 cho em nha. Trời ơi cưng quá trời cưng luôn. Comment cho em số 3. Anh L 1X 2X comment số 3 cho em. Mẫu này là gần như áo khoác luôn nè. Có cái lông nó đã nè mấy bà. Ghiền ghê luôn chưa. Áo lông bé cho em mấy chị ơi. Cái này là vô mùa lạnh là mặc là đúng bài luôn. Nhất nách con gà tây luôn á. Nè. Nguyên set 50.000. Hàng hiếm, hàng hiếm. Thế nào lấy mẫu này comment số 3 kèm size cho em. Số 3 kèm size.
số 3 anh là 1 ít 2 ít nha. Rồi qua đi, tôi lên cái áo phông rộng nha mấy bạn. Số 3 2 ít cho Bích Trâm, 2 ít cái gì cầm bự vậy đó, Bích Trâm Vũng Tàu. Hương Sơn ơi, bây giờ em đặt nữa đi, em cứ đặt đi chứ bây giờ hàng đừng có nói với chị nhanh hay chậm gì, chị cũng đau đầu lắm, chị cũng nhức đầu dữ lắm rồi. Đừng nói tới bưu điện nữa mấy bà ơi. Rồi rồi, lên áo lót cho lựa nè, lên áo lót cho lựa nha. Cái lông này em lại em nhét chung với cái cục ton bé đó được á, tại vì cái này nó ốm á, nhét vô nó mềm, nhét được, đè nó xuống. Số 3 hết rồi gái ơi. Rồi lên áo lót nha. Mẹ chắc không hết luôn. Thôi không hết đâu. Để đây đi, để đỏ đi. Cái bàn này giờ để đồ luôn rồi. Đổi để tivi. Chưa dánh mang mà lựa thêm đi Nam, chưa chốt đơn. Rồi em lên áo lót nha mọi người, bữa nay em chưa chốt đơn nha. Hồi tối lai ít quá chưa chốt đơn. Rồi bây giờ xu này là lộn xộn cho em nha mọi người ơi, tại vì em chưa có chia ra đó. Bây giờ mấy chị lựa giùm em đi rồi em bỏ bao luôn cho nó nhanh. Rồi chẳng hãng làm việc luôn nha mấy bà. Rồi lên cho em nha, em báo xa rồi mấy chị đặt 40.000 giùm em. Mấy chị coi nó đẹp nè. Cái lô này em nói thiệt mấy bà nhất nách luôn, nhất từ trong nách ra luôn. 40.000. 32. Chị nào lấy cái này comment số 1 cho em size 32 nha. Số 1. Số 1 cho em size 32. Em sale cho mấy chị 40.000. Comment số 1 cho em size 32. Ờ em biết rồi, để mai em, chiều nay hay mai gì em chốt cho chị ơi. Ai lấy áo này comment số 1 size 32 nha. Số 132, đợi em tí xíu. Ta cái, ủa cái này 32 á, ta bao này 32 rồi. Chị nào lấy comment số 2 cho em mẫu này dây rút nè. Rút ngang ngực cho em nha. Mẫu này mốt 2 phân nha mấy chị. Comment số 2 cho em size 32 luôn, số 2. Mấy chị mua 32 hay 34 đem lấy cho nhanh. Số 132 phố 10 Nguyễn ơi, 110 Nguyễn. Ai lấy cái này comment số 2 cho em size 32 luôn. Đây. Cái này hai cái dây mấy chị rút đây nè, rút sát lại hoặc là mấy chị muốn cho nó hở ra. Comment cho em số 2 size 32 luôn, số 2. Ừ. Số 2 size 32. Cái nào dày em báo dày, còn cái nào em không báo dày là form bình thường. 36 38 không còn đâu gái ơi. Còn hên xui 1 2 cái thôi. Comment cho em 34. Ủa cái này cái dây nó rớt đâu rồi? Mẹ rồi. Cái này nó là rời nè mấy chị. Cái này nó xịn tới nỗi hai cái nó rời ra nè. Nó gì nó xài hai cái mối nối nha mọi người. Mẫu này chéo dây cho em. Chéo dây cho em hai mối nối. Size này comment cho em 32 luôn, comment cho em màu đen. Ai lấy đen 32 comment cho em mẫu này chéo dây phía sau giùm em nha. Chéo dây sau giùm em. Comment cho em số 2, số màu đen size 32 màu đen. Ai lấy đen vô bao luôn đi, đen size 32. Đẹp lắm mấy chị ơi, luôn cực kỳ luôn, hàng này hàng shop mà. Comment cho em màu hồng size 32. Màu hồng size 32 cho em mút vừa không mà không có cái nào mà dày cui hết trơn á. Toàn bộ là mút vừa cho em. Màu hồng size 32 cho em màu hồng. Đang đi cục này 32 rồi mấy chế ơi. Rồi 34. Comment cho em màu tím da size 34 nè.
34. Đẹp ghê chưa mấy bà? 34 cho em màu tím da. Tím da 34. Không, 36 như không có còn đâu. Chưa có 36 nha. 34. Cái đó cho Thư đó hả? Thư mặc vừa đó. Màu hồng cho 10 Nguyễn. Màu hồng cho 10 Nguyễn 40.000. Rồi comment cho em màu hồng ren size 32. Ủa này 32 bự dưới ta. Này 32 dám mặc vừa lắm trời. Comment cho em màu hồng ren size 32 đẹp lắm luôn 10 Nguyễn và quốc đại một chục cái đi 10 Nguyễn ơi, đẹp lắm em ơi nè. 32 comment, cái này 34 mặc được nè. Cái này 32 mà em thấy cái bảng nó bự nè. Cái này 34 bon chen mặc được nha. Ai lấy hồng ren comment hồng ren. Hồng ren cho em size 32 á. Xu đúc toàn bộ. Hồng ren form. Hồng ren form Lê Thảo ơi. Lấy cái đó cho Lê Thảo. Dạ một chục 35.000. Lẻ là 40.000 cái, một chục cái là 350. Rồi comment cho em màu đen size 32 xu toàn bộ nè mấy chị. Nè. Đúc toàn bộ luôn cho em. Đây. Comment cho em màu đen size 32 cho em màu đen. Màu đen size 32. Một chục là 350 nha chị ơi. Hàng này hàng đẹp không phải hàng tào lao đâu mấy bà ơi. Mấy chị coi, mấy chị muốn coi áo ngực á mấy chị cầm lên vậy nè. Đen á cho 10 Nguyễn. Cái bầu cái lót nó có đứng hay không nè mấy chị. Nè. Comment cho em xanh 32 cho em xanh. 32 xong rồi lên 34 cho mấy chế ơi từ từ nha. Nè. Quá đẹp luôn màu xanh 32 màu xanh. Ai lấy xanh 32 comment cho em xanh 32. Trời ơi, sao 32 toàn là mẫu đẹp không luôn á. Nè. Cái này gài trước nè. Cái này gài trước cho em ở phía sau nữa nè. Lô này là lô hàng xốp mà mấy chị ơi nè. Comment cho em số 1 đi. Mẫu này là dây gài trước cho em số 1 size 32. Xanh cho 10 Nguyễn luôn em. Ai mặc cái size 32 lấy cái gài trước này mặc mấy bà ơi. Cái này mà 36 là chết với tôi rồi. Comment cho em số 1 size 32 gài trước số 1. Trời ơi gài trước đẹp quá trời luôn. Chị Nhung Ngô ơi, chị lấy size 32 hay chị lấy size 34 nữa để em biết em lấy cho. 5 cái 32, 5 cái 34 được không? Rồi gài trước em còn một cái màu kem. Y chang như màu đen luôn. Hàng nó xịn nè mấy chị. Lên cho em một cái màu da gài trước luôn. Màu da nha. Màu da gài trước cho em 10 cái bây giờ em còn 32, 34 thôi. Lên cho em màu hồng. Màu hồng, màu hồng. Màu hồng này bản bự nha. 36, 38 em ít lắm nha. 34, 32 thì nhiều. Tại vì hàng này hàng shop á. Nhưng mà giá rất là rẻ luôn nè. Ai lấy hồng comment hồng cho em. Hồng 32, hồng. Trời ơi. Rồi comment cho em màu xám size 32 luôn. Màu xám. Cái này mút dày nha. Cái có cái bàn tay này là mút dày giùm em. Có cái bàn tay là mút dày. Comment cho em màu xám size 32. Vô bao sẵn đi. Hàng xịn lắm luôn. Comment cho em màu xanh size 32 xanh đậu. Nè mấy chị nhìn cái tem mà hàng của em mắc nè. Nó là hàng nó treo bán shop á. Nó bán cái này tới 101 lần nè. Ai lấy xanh comment cho em xanh. Xanh 32 đẹp lắm. Xanh 32. Đen gài trước. 32 để cho chị. Nhưng mà size lớn ít lắm, size lớn bán hết rồi.
xanh 32 cho chị Nhung Ngô đi. Nè, mấy cái mút này mút thường nè, cho chị Nhung Ngô cái đen ở đây, để em lấy cho chị mấy cái mài vải cái mút nó mỏng mỏng cho chị trước nha, cho bà bán hàng xóm không mà bà ơi, yên tâm đi, đẹp lắm. Ừ, cho chị em lấy trước cho chị ba cái size 32 nha nè, màu đen nè, trời ơi nè, thấy không, mấy chị bán tại chỗ mà mấy chị tem này cho mấy bà coi là lụm liền nè. Ai lấy đen này comment đen bi cho em đi, nó có bi bi nha mấy bà ơi, bi đen cho em nè, coi xu nè mấy chị, xu đúc 100% luôn. Ai lấy đen bi comment đen bi cho em size 32 nha, đen bi. Nói chung lại là nè, lô này để em lên 32 ít à. Đây, màu da. Màu da cho em size 32. Trời ơi, nó đẹp phải nói luôn á nè, màu da nè. Ai lấy da size 32 comment cho em. Xu lúc toàn bộ nha mấy chị. Dày ít lắm chị ơi. Dày ít lắm. Rồi ai lấy màu da màu đen comment cho em. Rồi một cái màu hồng. Chị ơi, cái này em bán theo size áo chứ em không bán theo số ký nha. Áo ngực là bán theo size áo, đen số 1 là đen bi á Thảo. Cho chị Nguyễn Lan. Màu hồng, màu hồng chéo dây giùm em. Màu hồng này chéo dây cho em nha. Nè mấy chị coi nó đẹp nè. Màu hồng này size 32 chéo dây cho em 40.000. Ai lấy hồng comment size 32 màu hồng. 32 nhiều. Rồi rồi để em lựa 36 không biết còn không á. Nè. 32 bà nào lấy cái này comment số 2 cho em. Đẹp ghê chưa mấy bà? Số 2 cho em size 32 nè, số 2. Trời ơi hàng chuẩn shop luôn á mấy chị ơi nè. Ai lấy cái này comment số 2 size 32 cho em. Nè đó bỏ 32 vô đi. Rồi qua 34. Tại vì cái hàng này á mấy chị, hàng này là không số 2. Cái số 2 là cái màu tím tím á. Ờ đúng rồi. Đây em còn một cái màu đỏ size 36 cho chị Nhung Ngô nha. Nhung Ngô. Màu đỏ size 36 còn cái cho chị Nhung Ngô. Cho chị Nhung Ngô 36 màu đỏ. Đây size lớn nè. Cái này mút dày nha. Ủa chết cha cái lô này. Bao này là bao bao hàng lỗi đó, chút đem xem. Em có một lô áo mà dạng nhưng mà nó treo lâu á mấy chị, nó bị dính bụi á. Để tí xíu em xeo cái đó cho. Rồi comment cho em 7 màu cầu vòng. Size 36 cầu vòng 36. Trời ơi, tôi lấy hai cái này tôi mặc nè. Mặc ở trong mà đâu mặc ngoài đâu, sợ miễn sao nó thoải mái thôi. 36 comment cho em màu hồng. Hồng 36 cho em mấy chị ơi, hồng. 5 cái size 34 Phương Trinh. Inbox qua giùm em đi tình yêu ơi. Hồng size 36 cho chị Trang Thùy nè. Trang Thùy lấy trước rồi, từ từ đợi tôi chút. Trang Thùy. Nó đẹp giá mang con ngang luôn. Ủa cái này cái size nằm đâu rồi? Đợi em chút. Mấy chị ơi cái này size 34. Ai lấy bông comment bông cho em size 34 nha. Lựa giùm em đi mấy chị, lựa đi cho nó vừa ý. Nè, em lấy đen số 1 lấy rồi em yêu ơi. Lấy rồi 34 lên cho em mã bông. Cái chốt nó xịn như lắm mấy chị. 34 cho em 34. Mấy chị coi cái xu nó đẹp nè. 34 cho em. Này 34 hay 36 em không thấy cái size nó để mấy chị ơi. Nhưng mà cái này khoảng cỡ 34 hay 36 gì á. Cái này nó không có size. Comment cho em bông xanh. Bông xanh cho em size 34 đi. Em nói trừ hao đi. Xanh size 34.
Cho chị Trang Thùy nè, 40.000 cái rồi mấy bà ơi. Cho chị Trang Thùy. Rồi mẫu này đen gài trước giùm em nha. Đen gài trước cho em, đen gài trước. Đen gài trước này size 32 cho em. Đen cài trước size 32. Nè, ở phía sau nữa nè. À, mời Nguyễn lấy cái này nha. 32 cho mời Nguyễn. Màu da. Nó có mấy cái nó bị rớt cái dây ở đâu rồi, để chút xíu. Rồi lên cho em màu tím. Màu tím này size 38. Màu tím này size 38 cho em. Ai lấy tím 38 comment cho em. Cái dây này mấy chị rút ra rút vô, nếu mà mấy chị muốn mặc nó khép lại mấy chị rút dây vô. Comment cho em màu tím size 38 cho Bảo Châu. Rồi em còn cái này, cái tím số 2. Mẫu này là chéo dây đằng sau giùm em. Chéo dây đằng sau cho em, tím này là số 2 nha, size 38 luôn. Ai lấy cái tím này comment số 2 cho em, size 38 luôn. Số 2. 38. Comment cho em màu da size 32 gài trước. Màu da size 32 cho em gài trước. Màu da 32. Nó tùm lum size mấy chị ơi. Số 2, tím số 2 đó cho Bảo Châu luôn. Rồi màu đỏ này size 32 nè. Ai lấy đỏ ren 32 comment cho em nha. Đỏ ren size 32. Đỏ ren, đỏ ren. Nó đẹp lắm mấy chị nè. Nè hàng mấy chị coi hàng chuẩn shop không. Nè đỏ ren size 32 cho em. Ai lấy đỏ ren 32 comment. Bịch 32 giật đâu rồi. 32. Em ơi cái xu này cái nào cũng nâng ngực hết trơn á. Đây màu đen size 38. Ai lấy đen 38 comment cho em. Màu đen size 38. Màu đen size 34. Màu da này 34. Đen 38 cho Bảo Châu. 34 cho bà nào ta. Rồi. Má ơi cái này nó đẹp nè trời. 34 đẹp dễ sợ chưa. Đen 34. Đen 34 này cho Lê Thảo nè. Màu da 34 cho chị Nhung Ngô. Cái đó cho Lê Thảo. Đỏ 32 nãy Thảo cho 10 Nguyễn nào. Cái đen đó cho bà Lê Thảo đi. Lấy cái đỏ 32 sao cho 10 Nguyễn. Rồi đợi chút. Cho chị 10 Nguyễn. Rồi màu da 34 này cho chị Nhung Ngô. Dạ rồi. Em còn cái màu tím này size 34 nè. Ô ai nhắn tin đặt em gì vậy ta. Màu tím size 34 chùm em mấy chế ơi. Bà nào nhắn em đặt cái gì vậy trời ơi. Mấy chị đặt ở trên, đặt qua cái mạng lên xuôi nha mấy chị. Tại vì cái còn cái hết nha mấy bà. Tím 34. Tím 34 này cho chị Ánh Măng Mai nè. Tím 34 cho Ánh Măng Mai rồi. Từ từ mấy chị. Màu xanh. Màu xanh này size gì đây. Cái này chắc nhỏ 32 quá. 34. Comment cho em màu xanh xám size 34. Cái này lưng bự nha mấy chị ơi, lưng bản nha. Nè
xanh xám size 34 cho em. Quá đẹp, hàng này từ hàng bán sớm không mà mấy chị. Mà tại vì đây, mấy chị coi nè, cái này lưng bản cho em, xanh xám 34 cho Lê Thảo. Đó là chị Nhung Ngô, trời ơi. Thôi thôi, thứ gì chịu nổi. Ê, cái này 36 em mặc. Trời, có 34 à. Rồi, comment cho em màu hồng. Mấy bà lấy cái áo ngực chất lượng không? Có 40 ngàn, quá chất lượng luôn. Comment cho em màu hồng size 34. Đẹp từng cm luôn nha mấy bà. Nè, comment cho em màu hồng size 34. Màu hồng cho chị Nhung Ngô. Quá trời đẹp luôn. Hồng 34 cho chị Nhung Ngô. Trời. Mấy chị ơi, em có cái đen này size to, size tới 40 lần nha mấy bà. Em có cái đen này size to tới 40 nha. Chị nào lấy đen 40 comment cho em. Một cái đen size to 40. Em thấy size nó để 44 á. 44 trên 100 nè. Form to nha em, có một cái. Ai lấy đen comment đen form to giùm em. Đen form to cho chị Mỹ Kiều đi em. Đen form to cho chị Mỹ Kiều. Rồi màu da size 34 cho em. Màu da size 34 y chang như cái hồi nãy. Màu da size 34. Ai lấy da 34 comment cho em y chang như cái màu hồng nãy luôn. Màu da size 34. Da cho Lê Thảo nè. Da cho Lê Thảo đẹp lắm. Hồi nãy bà nào lấy cầu vòng 36 hay comment không được, comment lại giùm em đi. Comment cho em 7 màu, 7 màu size 36 nha. Cái này là đúng đẹp luôn nè. Mút rất là vừa, không có mút luôn. Mút mỏng á. Ủa hồi tối có đơn Hương Nguyễn không? Sáng sọn có Hương Nguyễn không? Cái này cho Hoàng Yến chị ơi. Hoàng Yến dặn em không có chửi em chết à. Hoàng Yến 36. Rồi comment cho em mã xanh hoa size 34. Ai lấy xanh 34 comment cho em xanh 34 chưa. Like áo lót xong tới quần u mì cho. Chưa thì Nguyên cô ơi thì chưa chốt. Bây giờ chị mắc like rồi là tối nay mới chốt nha. Tối nay chốt. Comment cho em màu xanh mấy chị ơi size 34. Trời ơi nó đẹp dữ lắm luôn. Màu xanh size 34 cho em. Xanh. Xanh 34. Trời ơi. Này cái cọng dây rớt đâu rồi. 40 ngàn. Xanh 34. Đây cái này mút dày nè. Có cái bàn tay này là mút dày giùm em nha. Màu tím. Xanh 34. Comment cho em màu tím 40 ngàn cái. Màu tím này size 34 luôn. Mút dày giùm em nha. Cái này mút dày nha. Nè. Đẹp ghê chưa mấy bà. Mút dày. Comment cho em mút dày size 34 màu tím. Ren nè mấy chị. Bữa nay về quần u mì nha bà ơi. U mì đây nha. Lý Khôi dày. Lý Khôi. Thể thao không có nha. Bữa nay giờ quần u mì. Tím hết rồi chị Nhung Ngô ơi. Đây cái màu trắng này cũng mút dày nha mọi người. Màu trắng này mút dày cho em size 34 luôn. Mút dày. Bà nào lấy trắng comment trắng mút dày cho em size 34. Mút dày size 34 cho em màu trắng. Lai áo lót mệt thấy bà nội luôn. Trắng cái gì Nhung Ngô. Rồi màu đỏ này size 34 giùm em luôn. Ai lấy đỏ comment đỏ cho em size 34 nha. Màu đỏ size 34 giùm em đỏ. Đỏ đẹp quá trời luôn nè mấy chị ơi. Áo này 40 ngàn bao đã. Đỏ size 34 đỏ.
Rồi lên cho em đỏ 34 trong thư đó hả? Comment cho em bông. Cái đỏ đó đẹp á. Comment cho em mã hoa size 34 luôn. Cái đây là mút vừa không à nha. Không dày không mỏng. Comment cho em mã hoa size 34, mã hoa. Hoa 34. Comment cho em màu hồng size 34, màu hồng. Hoa cho chị Trang Thùy. Cái này xu nè. 100% xu. Comment cho em mã hồng size 34 luôn, hồng. Không em ơi, mới gửi bưu điện nữa. Màu hồng size 34. Trời ơi, cái này màu da. Comment cho em màu nâu size 34. Cái này đẹp quá mấy bà ơi nè. Đẹp ghê chưa, màu nâu cho em màu vàng nâu size 34. Ai lấy vàng nâu 34 comment da cho Lý Khôi. À màu này màu nâu mút dày. Cho Lý Khôi, Lý Khôi. Rồi comment cho em màu tím size 34. Ai lấy tím 34 comment cho em. Màu tím size 34. Rút lại cho nó khép lại. Đó. Ai lấy tím 34 comment. Màu tím size 34. Không em ơi, bây giờ không lẽ có mình đơn em mà chị gửi bưu điện. Gửi phải gửi số lượng nhiều chứ có đơn sao. Trời ơi, bưu điện phải đi tới nơi gửi em ơi. Giao hàng tiết kiệm nó vô tới nhà chị nó lấy. Còn bưu điện chị phải đem ra bưu điện. Giờ không lẽ có đơn mày tao chạy nhà ra bưu điện cả chục cây số bà ơi. Comment cho em xanh. Trời đẹp quá. Xanh size 34 cho em xanh. À quần rin ghin ngố với lại ghin đùi xanh L đúng không? Nhắn tin qua giùm chị đi. Comment cho em xanh 34, xanh 34. Cái này mút dày nha. Xanh 34 cho em, cái này là mút khoảng 2 phân rưỡi nè. Cho Nguyễn Trân Thư. Giờ này cũng cho Suka ngủ đi mày. Ủa con dâu tay ngủ đi. Rồi comment cho em màu trắng size 34. Phương Trinh ơi em lựa giùm chị đi Phương Trinh ơi. Màu trắng 34 mút dày cho em, mút dày. Ai lấy trắng 34 comment mút này mút dày nha bà con ơi nè. Trắng 34 mút dày cho chị Trang Thùy. Rồi màu đen 34 mút vừa. Cái mẫu này là cái dây gài riêng giùm em nha. 34 đen cho em mấy bà ơi. Áo này đẹp lắm, cái kiểu dây chéo này đẹp quá trời luôn nè. Màu đen size 34 cho em, mẫu này chéo dây đằng sau lưng. Chéo dây đằng sau lưng cho em. Nó chế mặc vô thì nó chéo dây ra thôi chứ nó cũng không có cái gì mà phải khó hết trơn đây nè. Mặc vô nó sẽ giãn ra, chéo ra. Comment cho em màu đen. Bộ dập ly còn màu xanh biển, màu xanh xám, xanh biển, màu cam. Màu nâu. Nói chung màu nó xem nhau à chị ơi. Một cái màu cam tươi, một cái màu cam nâu, nó tùm lum hết trơn á. Tùm lum hết trơn à. Nghe nghe. Không có quên đâu, nó có hai cái mã trùng á. Ừ. Ủa em về em dán đơn em thấy hả? Có hai cái mã trùng á. Cùng một khách mà chị làm hai mã. Không em, ủa chứ lúc làm không thấy hai mã một tên hả ta, chị cũng quên hôm qua nay chị lu bu. Không em nói với nó kiểm tra đơn ngày hôm qua chị có hai khách mà chị làm lộn thành hai đơn, quỷ một đơn, tại vì tên khách với giá tiền nó y chang nhau à. Thôi để chị chụp hình chị gửi cho con Nguyên cho. Không bà Lý Khôi ơi, trắng của chị Trang Thùy rồi, tôi mới đọc tên bà là không có nha. Hãy em chút xíu mọi người ơi. Hôm qua làm nó bị trùng hai mã.
Em chút, em chút. Nó vô đơn mà nó không biết trời. Chu Linh nè. Đây. Qua lộn của bà Chu Linh. Đợi em chút nha. Quyên. Dạ không, không có riêng bé chị ơi. Dạ không có riêng bé. Rồi comment cho em mã đỏ. Em like tí xíu nữa hết outlock rồi mấy chị ơi, em qua quần U Mì. Mã đỏ này size 34 giùm em nha. Chị nào lấy đỏ 34 comment cho em. Đỏ 34 xu nha mọi người ơi, xu xu. Comment cho em đỏ 34, đỏ 34. Rồi mà trời ơi cái này. Để em coi có cái màu lạ lạ em lên. Comment cho em xanh. Size gì? Nó có nhiều cái nó không có bấm cái size á mấy chị. Không mắc máy thôi em ơi. Màu xanh này chắc size 32 quá mấy bà ơi, 32, 34 gì á. Này chắc xanh 34 quá. Ai lấy xanh 34 comment cho em xanh 34. Rồi xanh bơ. Xanh bơ này 34 luôn. Ai lấy xanh bơ chéo dây đằng sau nè. Chị nào lấy xanh bơ 34 comment cho em. Xanh bơ 34 nè mấy bà. Đó. Xanh bơ 34 cho em. Rồi tao qua outlet nha mấy chị ơi. Còn nhiều lắm mà bây giờ làm sao like đây. Qua cái hàng khác chứ like này. Xanh bơ 34 sọc. Sọc này 34 luôn nè. Sọc này mút dày nha. Có cái bàn tay là mút dày cho em. Ai lấy sọc comment sọc. Size 34 luôn sọc 34. Rồi em qua outlet đi mấy chị ơi. Lót này mỗi ngày like ít đi bà ơi. Nè trời ơi. Nó còn nằm ở bưu điện á Nhi Hoài ơi. Cái đơn đó nó đang nằm ở bưu điện á gái ơi. Đang nằm ở bưu điện á. Màu tím này đẹp quá má ơi. Màu tím này size 36 chết với mình này. Không tới 36 rồi. Comment cho em màu màu hồng size 34. Cái này là gài trước cho em nè mấy bà. Comment cho em hồng 34. Hồng 34 cho em. Cái này đẹp quá luôn. Thư đâu rồi, Thư mặt này đẹp nè. Hồng 34. Rồi thôi em qua áo không rộng, áo thái không rộng cái đi mấy chị. Áo thái, hồng 34 cái gì Trang Thùy. Trang Thùy, áo nó đẹp lắm. Nè, màu màu da nè. Đây, chị nào lấy màu này comment cho em màu cam đi size 34 luôn. Rồi, đẹp quá màu cam nè. Bánh băng mai ơi, bà mặc cái này đi. Chị nào lấy hồng cam size 34 comment cho em hồng cam size 34. Hồng đó hết rồi nha. Hồng cam size 34 mấy chị ơi. Hồng cam 34. Dục cho chiền cục U Mì ở trên đây thôi. Ừ. Đầm chị ca nước gì chích vô miếng nước coi. U Mì 80.000. Ừ. U Mì 80. Để tôi kiếm cái màu trắng thôi, còn không cho bà cái màu trắng. Đây còn. Còn màu trắng nè bà Lý Khôi ơi. Trời đẹp quá bà lấy đi bà ơi. Còn màu trắng nè. Nè chắc bà lấy cái trắng dày này quá. Nè còn cái trắng mút dày nha. Còn cái trắng mút dày. Trắng ren mút dày nha. Trắng
trắng đó cho chú Thanh Nguyễn Thị. Còn một cái trắng ren mút dày. Cái trắng mút dày này cho Lý Khôi. Rồi qua. Lên cho em u mì mấy chị ơi, 80 ngàn nha. Lô này bữa hổm này em bán 95 á. Trắng hết rồi, hết rồi. Ôi lộn. U mì này bữa trước em bán 85. Nhưng mà lô này 80 ngàn cho em. U mì nhà em không đẹp lấy tiền. Đây mấy chị ơi, em có cái u mì size to nè. Trời, size này tới 3x65kg nè. Chị nào lấy u mì comment cho em. Size này là size 3x cho em nha. Size này 65-70kg nè. Chị nào lấy comment cho em số 1. Quần này 80 ngàn dùm em u mì số 1. Số 1 size 3x. Ai lấy mì số 1 comment 65kg quay đầu. 65kg quay đầu cho em số 1, 80 ngàn. Đây hàng của tôi mấy bà thường để ý nó sẽ là cái bao này nè. Mì đẹp á. 44kg mặt mì đai đi. 44kg mặt mì đai size S đi gái ơi. Nè mì đai nè, lên mì đai cho đây size S nè. U mì chị ơi. Dạ thun u mì á chị. Đẹp cực kỳ. Không có ba ra nha. Đây 45kg. 45, 46kg, 47kg. Mặc cho tôi size S. 80 ngàn cái. Cái thun u mì là thun gì? Dày. Dày dặn. Mịn. Co giãn. Là vải thun u mì cho em. Ở nhà em toàn là em mặc u mì không à. Mặc rất là thoải mái nha mấy chị. Đây size S comment cho em số 1. Quần dài cho em nha. Size S này là 48kg về. 48kg về size S cho em số 1. Số 1. Ai lấy cái này comment số 1. Số 1 em có 4 size nha. SML. SML. U mì đúng rồi, mì hàng. Em chỉ bán u mì chất vải mịn, dày đẹp thôi. Em không có bán u mì vải xấu đâu. Chị nào mua u mì bên em biết. U mì hàng á. Đây size M là 50-52kg. M cho em. M này nếu mà ốm ốm cao cao là 55kg. Rồi size L có 3 size nha. Có 3 size cho em SML. Mì hàng giùm em nha mấy chị ơi, mì hàng. M cho bà Mỹ Tiên Bùi. Quần này không đẹp quá thôi luôn. Ai mua mì bên em rồi biết. Rồi em còn cái đai vàng này, em còn size S với size L nha. Em mờ hết rồi Phụng Lê ơi. Đợi tí xíu chị lấy cái kia còn không nha. Rồi cái đai trắng. Đai trắng này em còn size S và size L luôn. Em mặc size gì? Trời ơi cái đít của mày phải mặc size lớn Thư ơi. Size M sao vừa. Bà ơi cái mông của bà. Comment cho em màu trắng. Cái đai trắng này em còn size size S và size L. Mì này 80 mấy chị mua về đi rồi ghiền. Ai mà mua mì bên em xưa giờ đều biết mà. Cho chị Nghi Loan size S. Anh là khoảng 56-57kg. Nhưng mà được một cái mấy chị biết không? U mì này nó cái thun nó co giãn. Mấy chị ốm nó ôm vô, mấy chị tròn nó giãn ra. Đó. Anh là trắng cho chị Thu Phạm. Rồi dột qua cho chị mấy cục nữa. Em chờ quần u mì hổm rài, tôi nói mà. Tôi nói mấy bà là ghiền. Lấy cái đai vàng này đi. Đai vàng nè. Ôi, còn nhiều lắm mấy bà ơi. Khoan từ từ còn nha. Mì em mờ còn nha. Phụng Lê ơi, đai vàng còn em mờ nha. Có size 1X luôn nè. Anh lời vàng. Mấy bà biết sao không? Tại vì là u mì nhà em là mì hàng.
nó không có giống mì của Sài Gòn bán mấy chị ơi. Quần mì Sài Gòn cái mì nó kỳ lắm. Còn chị nào mua u mì bên em rồi biết nè, cho chị là vàng cho chị Thu Phạm luôn. Ủa Thu Phạm nãy có rồi quên, cho Lý Khôi. Lý Khôi rồi em mời. Cái đai vàng này em còn đủ size nha, đai vàng còn đủ size nè, SML 1X không có 62 kg nha. Cái này đi theo size giùm tôi mấy bà ơi. SML 1X cho em 1X là 60 kg thôi. Đây, chị nào lấy cái đai vàng comment cho em. Ai lấy cái đai vàng comment. 57 kg, mét 62, mặc L được rồi. Trời ơi, chị nào lấy cái đai vàng này comment cho em còn đủ size từ size S cho tới size 1X. Size S là 48, M là 52, 53, L là 55, 56, 57, còn 1X này là khoảng 58, 60. Đó, đai vàng này em còn đủ 4 size nè. Trời ơi, bây giờ chị ơi là chị 65 kg, sao mặc anh L vừa chị? Sao chị không chịu hỏi? Lấy cái Thu Phạm ra Thảo. Trời ơi, mấy bà vô mấy bà cắm đầu, mấy bà comment không, mấy bà không chịu hỏi số ký gì hết trơn á. Dục cái màu trắng, còn một cái màu gì? À bà có một cái một hả? Rồi rồi rồi. Anh L là 56, 57 kg giùm em. Cho anh Thư cái đó đi. Thư nãy giờ có dục nó ra ngoài không? Ừ. Anh là vàng cho Trúc Thanh Nguyễn Thị. Cái size này là cái size nhỏ mấy chị, size 1X là tầm 60 kg về thôi, chứ không có tới 65 kg nha. Chị nào mà mua size đặc biệt 65 kg thì phải hỏi em. Rồi hả Đạt? Thí dụ mấy chị muốn mua size lớn mấy chị phải hỏi em. Chị đặt trắng size S có rồi chị ơi. Anh L trắng. Anh L trắng em coi còn không nha chị. Nhìn cái đai á Thảo, cái đai nó có hộp hộp gì nè, màu trắng á. Coi bên đó còn không. Hết rồi thôi. Em có satin đẹp gì lắm luôn, anh L trắng hết rồi nha chị. Đây nè, bà nào 65 kg nè, tôi lên cái 65 kg cho lựa nè. Mấy chị phải từ từ hỏi giùm em chính xác. Đây 65 kg có cái size 3X nè. Đây 65 kg, mấy chị phải lấy cái size 3X này giùm em. Cái này là em bao 65 kg mặc luôn. U mì chắc là siêu xịn luôn. Vàng 1X. Đai vàng 1X, u mì đùi hết rồi. Số 1 là gì vậy ta? Cái đó cho bà Trúc Thanh Nguyễn Thị. Cái này là 65 kg cho em, size này là size đại. Mấy chị coi nè, size đại 3X 65 kg. Chị nào lấy comment cho em mã này, mã số 1. Số 1 cho em, 65 kg quay đầu số 1. Cho Phụng lên cái nè. Phụng lên cái 80 ngàn. Rồi còn hai cái cho bà Trúc Thanh nha, 65 kg nè. Đó. Rồi còn hai cái cho Trúc Thanh ơi, hai cái hay được hai mẫu luôn á. U mày nhà em mà chị nào mua rồi thì biết. Trời ơi, không về ăn cơm nước đu theo đây miết luôn. Trời tối chà luôn. Nè. Còn hai cái hai đai nha, Trúc Thanh Nguyễn Thị. Mấy chị muốn mua size lớn này đợi em chút xíu. Đây size lớn 3X còn nè. Có hết trơn luôn á. Nhưng mà mấy chị phải hỏi em kỹ đi hả Đạt. Đây 3X nè. Rồi cục này em đủ size nha. Anh L 1X, 2X, 3X cho em. Trời ơi cái này hàng theo ri nè. Này hàng theo ri nè. Đây. Đây size to nha. Size to cho em anh L 58, 1X 60, 60 1X cho em, 2X là 62, 63 và 3X là 65 cho em. Đây, cái này size L nè. Trời quần đẹp giả man không? Em bán mấy chị u mày này có 80 thôi nha.
Comment cho em mã này cho em mấy chị, comment cho em mã số 2 kèm size. Anh L là 58, 1X là 60, 2X là 62, 63 và 3X là 65. Comment cho em số 2 kèm size. Số 2 kèm size cho em. 1X 2 cái. Cái này tôi chốt trước một cái nha bà Trúc Thanh ơi. Trúc Thanh Nguyễn Thị chốt trước một cái nha. Lấy em một cái 62, một cái 65. Rồi 2X 3X cho Phụng Lê ơi. 2X 3X cho Phụng Lê nè. Còn một cái xanh L à. Hết, còn một cái xanh L. Không, cái này dài không mà chị ơi. Hết rồi, còn một cái xanh L 58kg. 58kg về. Cái mẫu này size lớn Nguyễn Lan ơi, size nhỏ tí xíu lấy qua mẫu khác đi gái ơi. Rồi qua cho em mã số 3. Rồi số 3 này đủ size luôn. Anh là 1X 2X nè. 3X. Ai lấy mẫu này comment số 3 cho em. Trời trời cái quần u mì nó đẹp nè. Số 3 cho em. Số 3. Anh L 1X 2X 3X số 3 cho em. Số 3 2X. Số 3 2X cho chị Đặng Minh Tâm. Số 3 2X hết rồi. Còn anh L 1X với 3X. Đẹp lắm mấy chị ơi, cái này mấy chị phối áo là mặc đúng đã luôn. Số 3 hết 2X rồi nha. Còn anh L 1X với 3X số 3 giùm em. Số 3. Anh L 1X với lại 3X. Ai lấy số 3 comment 3X cho Trúc Thanh Nguyễn Thị. Rồi. Ok hết. Quần u mì đó mặc im lắm. Trời ơi không im mới lạ đó. U mì bao đẹp luôn. U mì hàng cho nên mấy chị cứ yên tâm mà mua bên em đi. U mì hàng nha. U mì hàng. Rồi size này. Comment cho em số 4. Ôi mới lên cái hình gì vậy? Cái hình Chanel M hả? Cái hình Chanel. Comment số 4 cho em. Anh L cho tới 3X. Số 4. Số 4 cho em nha, số 4 này từ size L cho tới size 3X cho em u mì. Số 4 2X cho Thảo Nguyễn Thành Phố nè. Thảo Nguyễn Thành Phố. Số 4 2X hết rồi nha. Bữa giờ mấy bà đợi u mì bên tôi nè. Ai lấy số 4 comment. Nó khác nhau cái mặt chữ thôi mấy chị ơi. Anh L 1X 2 3X 4. Số 4 này còn 3 size nha. Cứ bà nào lấy trước 2X là mấy bà xong có đó. U mày này mấy chị nhích một size được mà. Nhích một size được. Rồi comment cho em số 5. Số 5 này sao anh L? Ủa anh L không vậy hả? Rồi số 5 này em còn sao anh L không nha mấy chị ơi. Số 5 cho em còn sao anh L. Cái này là đen trơn luôn. Cái này mặc đi làm nè, công sở đi làm nè. Số 5. Số 4 sao anh L. Bốn size L cho chị Hạnh Kim. Comment số 5 cái này đen trơn nha mấy chị. Nè. Nó có hai túi sau, hai túi trước trước cho em. Ai lấy đen trơn comment form này 55kg về, 55kg về cho em. Ai lấy đen trơn comment 55kg về nha. Hồi xưa tôi đi làm mà tôi mua được cái quần u mì này mới sợ á. Còn mặc mấy quần kaki mặc vài bữa cái nó bắt đầu cái chỉ nó bung bung ra hết trơn.
U mày này là mặc là siêu đã luôn. Số 5 đó em chỉ có size số 4, 58kg. Anh L đang trơn cho chị Hiền bỏng nè, 80 ngàn, 58kg bảo chân vỏ ok nè. Số 4, 58kg mặc size 1X nha, bảo chân vỏ. Ai lấy cái anh L đen trơn 55kg về comment cho em nha. Anh L, M. Rồi mẫu này em có SML 1X. Ok chị Lê Kim Cương 52kg. U mày này 80 nha mấy chị. Đau bụng không? Trời ơi ở đây miết luôn. Mẹ làm ở đây cái con cũng ở miết luôn. Nè đây mấy chị comment cho em nói mấy chị u mày này, mấy chị công sở đi làm bỏ áo đóng thùng mặc áo thun rất tốt, cái nào cũng đẹp. Lên cho em mẫu số 6 đủ size cho em, SML 1X số 6 cho em. Form này nhỏ nha, M này khoảng 52kg quay đầu. M nè, size S là 48, M 52, anh là 55 và 1X là 58. Form này size nhỏ cho em. Rồi chị nào lấy comment đây, có túi đằng sau luôn nha, y chang cái quần em đang mặc luôn á. Nè comment cho em nè, số 6 cho em, số 6. 1X cho chị, 1X cho chị Đặng Minh Tâm, số 6 cho em. Anh L cho chị Lê Kim Cương. Ai lấy comment cho em mấy bà ơi, đẹp lắm, u mì, u mì. Số 6 hết 58kg rồi chị Kim Cương ơi. Còn 52kg thôi, còn 52kg quay về thôi. Số 6 này em còn size S với size M thôi chị Oanh ơi, hết size lớn rồi. Trời ơi đẹp lắm, cái size lớn lấy mấy số kia đi. Trời ơi u mì này nó đẹp, 80 ngàn mấy bà ơi, size S. Cái mẫu số 6 này em còn size S là 47-48, với lại size M là 50kg. Lê Thảo ơi, chị chưa biết nó còn hay không nữa nha, em dặn thì cứ để đó đi. Rồi chị coi có hay không chị báo nha, chứ bây giờ không biết còn hay không đâu nha. Size S số 6, 44kg mặc size S được rồi. Đây em còn hai cái size M. Nhi Huy Nguyễn qua có ăn món. Em còn hai cái size M. Nè chị ơi, cái này em còn size. Cái mẫu legging trơn này em còn size L nè. Legging trơn này em còn size 58kg hết rồi chị ơi. Nè 55kg về, 55kg về, em còn size L. Chị nào lấy đen trơn size L comment cho em. Đen trơn xanh L nha. U mì này người ta bán 120 một cái đó mấy chị. Em bán cho mấy chị có 80 ngàn à, u mì hàng nha. Trời ơi còn shop là vô cứ cái 150, chặt đẹp cái 150. Chị nào lấy xanh L comment cho chị Lê Kim Cương, 80 ngàn cái. Anh L, anh L. U mì nhà em là chỉ có ghiền thôi mấy chị ơi. Nè em còn cái size 3X form to nè, 3X 65kg về cho em size 3X nè. Chị nào lấy 3X comment cho em. Ai lấy 3X comment nha, size này 65kg, size 3X. 3X cho Trúc Thanh Nguyễn Thị nè, 3X cho Trúc Thanh Nguyễn Thị. Rồi đợi em tí xíu mấy chị ơi. Rồi lên cho em. Đây anh L, anh L em còn một cái size L nha. Anh L nè, anh L này khoảng 57 size L nè. Ai lấy mì anh L comment anh L cho em. Anh L nha, 56-57kg anh L. Ai lấy anh L comment L cho em. Cho chị Lê Kim Cương nè. Rồi mẫu này comment cho em, mẫu này là mẫu số 1 nè, em còn size L và 1X. Số
1 này em còn size L và size 1X nha. Số 1. Số 1 này em còn size L và size 1X. Em bán cho mấy chị có 70-80 ngàn một cái nè. Chứ mấy chị mà đi ra ngoài nó chặt mấy chị đẹp lắm luôn. Cho chị Oanh cái 1X Lê Thị Oanh. Lê Thị Oanh em còn một cái size L. Đẹp lắm mấy chị ơi. Anh L này 56-57 ký á. Quần dài nha. Đúng rồi, u mì là có túi hết chị ơi. Cho chị Kim Cương nè. Nè, em cũng đang mặc u mì mà cái này là cái mẫu này là cái mẫu mặc đai là bữa hổm em bán rồi. Bữa nay nó không có về mặc đai này nữa mà nó về là mẫu chữ. Có túi hết chứ về gọc túi giùm em. Size 65 ký like nãy giờ quá trời luôn, chị chạy đi đâu. Rồi lên cho em đai đi. Mặt đai này em còn size S và size M. Cái này mấy chị ơi, cái này nó có thun ở đằng sau cho nên nó sẽ co giãn. Đây. Cái mặt đai này size S là 50, còn size M là 52-53. Ai lấy cái đai đá này comment cho em nha. Số 2 cho em. Số 2 này em còn size S và size M. Em mời cho chị Lê Kim Cương nè. Rồi em còn hai cái size S 50 ký. Em còn một cái size 1X 40 ký mặc size S đó chị Ánh Mang Mai ơi. 40 ký mặc size S đẹp. Em còn size 1X. Chị nào lấy 1X comment 56-57 ký về size 1X cho em nè. Đen 1X. Ai lấy đen 1X comment cho em u mì. Đen 1X. Cho chị Lê Thị Oanh đẹp lắm chị ơi. 85 ngàn. Ồ lộn 80. 85 bà chém bành đích rồi. Dạ ok chị. Rồi Ánh Băng Mai size S nè. Hết rồi chị Kim Cương ơi. Ánh Băng Mai size S. Đây em còn cái mì trơn size M. Em còn cái mì trơn size M 52 ký quay đầu cho em. Mì trơn size M 52 ký quay đầu. Giục qua luôn mấy cục ấy thôi. Rồi mẫu này em có size S, L, M. Rồi mẫu này em có 4 size nha. S, M, L, 1X. Comment cho em mẫu này số 5 đi. Số 5 cho em nè. À cái mẫu này giống mẫu nãy nè. Rồi 1X cho chị Lê Kim Cương nha. Đây đây cái mẫu này nãy nè mấy bà ơi. Em còn size S, M, L nè. S, M, L mẫu số 5. Số 5 S, M, L hết 1X rồi. Trời ơi bà gì mặc size S, M đồ đó. Số 5 hết nha. Rồi qua mẫu. Đây size 1X bao la. U mày này nó dễ mặc lắm mấy bà ơi. M size S 1X. S. Đây. Rồi mẫu này 3 size giùm em. Mẫu này 3 size giùm em nha, size S. Comment số 6 cho em. Size S, size M, size 1X comment cho em số 6. Số 6 cho em nè. Cái này form to nha mấy chị. Cái này form to nha, M của nó là khoảng 60 ký rồi đó, cái này form to nha. Cái này là quần form to cho em. Size S là 55, M này là khoảng 58-60, còn 1X là khoảng 62 ký á. Đó. Bà nào lấy cái mẫu này comment số 6, mẫu này form to nha, cái này M mà nó bự vậy nè. M này là gần 60 rồi nè. Ai lấy comment số 6 cho em, size S 55, M 58-60, 1X 65 luôn á.
này form to số 6, 1 ít cho chị Lê Kim Cương. Rồi em còn size S với size M, còn 55 với 60 kg á. Hết rồi. Số 6 hết rồi. Anh L 3 ít. Rồi bây giờ tôi lên cái nào tôi báo size đi cho mấy bà dễ lựa nha. Chứ nó tùm lum quá. Rồi lên cho em mã này comment số 7 cho em. Trời ơi, 60 62 kg comment cho em số 7. Số 7 60 62 kg size L nè. Anh L mà bự gì nè. Comment số 7. Thôi bà ơi. Mà nhảy một hồi banh cái đống đồ luôn. Được rồi. Số 7 60 62 kg cho Đặng Minh Tâm. Rồi số 8 này size 3X nè, 65 kg số 8 cho em 3X số 8. M cái M này cho chị Lê Kim Cương. Số 8 này size 3X cho em 65 67 kg số 8. Số 8 size 3X mấy chị ơi, số 8. Số 8 là cái mặt chữ này nè nha, số 8 nè, size 3X nè. Số 8. Số 7 em mà dạ lấy rồi chị. Đi ra, đi về bản đi. Bản ăn cơm đi. Ai lấy số 8 3X comment giùm em mấy chị ơi, 3X nè, 65 66 kg nè. Đây cái mặt chữ nè. Số 8 3X. Số 7 hết, số 8. Chị Kim Cương ơi, số 8 này em có một cái size 65 kg thôi, size 3X thôi. Hãy bà nào đòi size 65 kg nè. Rồi số 8, số 9 cho em nha, 65 kg hết, size 3X, số 8, số 9. Số 8, số 9 cho em đều là size 3X. Hữu Chí là ai vậy ta? Khách mới phải có thông tin em mới chốt đơn chị ơi. Giật nó lên, gom nó lên coi xu. Nhảy nhảy tùm lum hết trơn. Nhảy từ hồi nãy tới giờ. Thấy người ta mắc làm ở đây cái nhân cơ hội nhảy cái tưng tưng hoài. Số 8 3X cho chị Lê Kim Cương nè, đi ra chỗ khác coi. Cho Lê Kim Cương. Rồi em còn cái số 9 nha, số 9 cũng size 3X luôn á. Khách mới có thông tin em mới chốt đơn được nha chị ơi. Comment cho em số 10 size L 55 kg. Số 10 này size L 55 kg. Số 10, số 10. Số 10 cho em size L 55 kg. Cái TV sửa 650. Còn bán xác thì được 100.000. Con hỏi Thảo bà 8 triệu sửa, nhưng mà về phải bắt cáp vô mới coi được, chứ đâu có bắt coi được. Cáp thì phải xài wifi chứ xài chung ở đây không được, chung đây mạng yếu lắm chị làm không được. Chứ nếu mà tao không gì tao cho mày bắt kéo qua rồi. Cho chị Lê Kim Cương số 10. Thì đó cho cái tivi đó đó, muốn sửa muốn làm thì làm, còn không lấy thì tao bán xác, tao mua bánh cao su ăn 100.000. Rồi size 1X. Comment cho em số 9. Số 9 1X cho em. Này bà nội mặc vừa. Số 9, số 9 này size 1X, 60 62 kg số 9. Số 9 size 1X. Trời tao bán nay giờ mấy chục cái đó lên hết trơn, chừa cho bà nội một cái. Mặc đi không vừa đây tao bán luôn. Comment cho em số 9. Cho Trúc Thanh Nguyễn Thị số 9 size 1X. Trúc Thanh Nguyễn Thị dạ hết rồi chế mộng tiền Lê ơi. Đây em có cái 2X nè. Cái u mì này phơm to dễ sợ luôn á. Bà nào mà 65 kg đồ lô này là bao ngon luôn. Comment cho em số 10 size 2X. Số 10. Số 10 size 2X cho em. Size này cũng 62, 63, 64 kg á, số 10. Số 10 cho em nha, size 2X nha mấy chị, số 10. 80.000 cái quá rẻ. Mua ngoài thử đi, phải 150 cái không mấy bà. Số 10 cho Trúc Thanh Nguyễn Thị.
Ở ngoài phải 120, 150. Rồi một ít em còn cái số 11. Số 11 này em còn cái size 1 ít nha, 60, 62, 63 kg. Comment 11 cho em trên cái tem á. Comment số 11 cho em. 11 này là size 1 ít nha. Số 10 hết rồi bà ơi. Còn cái 11 á chị Đặng Minh Tâm có lấy không? 11 là size 1 ít đó bà. Size của bà đó. Rồi em còn cái 2 ít nè. Em còn cái 2 ít nha. Comment số 12 cho em 2 ít. 2 ít cho em số 12. À lấy 2 ít, comment 2 ít. Hữu Chí anh bóc thông tin đi em mới chốt đơn chị ơi. Rồi cái này đẹp quá này, cái này mặt đai nè mấy chị ơi, mặt đai nè. 2 ít cho chế Tuyền Bích Nguyễn. Chế ơi u mày này xịn quá trời luôn mày, 80.000 nè chị. Còn cái 1 ít chị có lấy luôn không? Y chang như cái đó luôn mà size 1 ít. Rồi comment cho em u mày mặt đai nha, size L nè. 58 kg về cho em đai nè. Ai lấy đai comment đai cho em size L 58 kg. Trời coi cái đai nó đẹp nè mấy chị. Các bà thấy cái đai đẹp dễ sợ không? U mì á. Cho chế Tuyền Bích Nguyễn size 1X luôn. Comment cho em đai xanh L. Đẹp quá. Đai nha mấy chị ơi. Đai xanh L nè 58 kg quay đầu. Cái quần nào nó cũng sẽ có hai túi trước hết nha mấy bà. U mì nè, u mì hàng mà. Ai lấy đai comment cho em vô bịch hả? Gách bịch nè. Đai em còn 4 cái đai nha. Highlight lúc 11 giờ phải không? Ai lấy đai comment. Cái đai giống cái em đang mặc nè. Mà em mặc cái đai này là cái đai lô trước. Không có ai trên cái bịch. Quần đẹp vậy mà lấy dân buồn. Rồi mẫu này em có đủ size SML 1X. Mẫu này em còn 4 size nè, SML 1X nè, mẫu này nhiều ha, nãy là mẫu này rồi. Đây, ai có lấy mẫu này comment cho em nha. Đủ size luôn, SML 1X. Nè cái u mì này mặc mấy tháng rồi, từ lúc bán, 5-6 tháng. U mì này vải đẹp lắm luôn mấy bà ơi. Rồi, chị nào lấy comment cho em. Đủ size nha, SML 1X. Cho Thảo Nguyễn Bình Chánh 1X. Thảo Nguyễn Thành Phố đi. Rồi em còn size SML. Rồi qua đi mấy chị ơi, like này hoài mệt quá. Qua nha. Chị Lê Kim Cương còn trên like không? Em like lại bầu ngố cho lấy nè bà ơi. Dục ngố qua đi Thảo. Ngố đẹp quá trời luôn. Ờ chết cha quên nữa, áo thái phong rộng. Bà kia chắc ba đi ngủ rồi quá. Không, từ từ đi. Không có cái size đó luôn nha bà ơi. Cái size đó hơi hiếm mà. Chị Lê Kim Cương ơi, cái bộ ngố này em lấy cho chị 4 bộ rồi nha. Em lấy cho chị 4 bộ chị dặn rồi. Còn bây giờ chị muốn mua thêm thì chị lựa thêm giùm em ha. Nè, em lấy 4 bộ cho chị rồi đó. Hồi nãy 3 hay 4? 4 bộ rồi đó. Ngố lô này đẹp lắm luôn. Đẹp xỉu luôn. 70.000. Rồi lên cho em xanh biển nha. Em sale 70. Hàng phơm to đẹp luôn. Hàng chuẩn mạc Quảng Châu cho em nha mọi người. Ai lấy xanh biển comment cho em xanh biển nè. 70.000 cho em xanh biển. Xanh biển, xanh biển. Ai xanh biển comment cho em 70. Máy chế sĩ. Máy chế sĩ gắn lựa 10 bộ đi. Em bỏ giá sĩ cho 65.000 nha. Coi như là chia bớt với chị em mình đó. Còn lẻ là cứ 70.000 giùm em.
Mấy chiến sĩ lựa 10 bộ là bài 65. Nhi Huy Nguyễn 70.000. Rồi Alex xanh biển comment cái này là thái phối, cô tông phối nè. Xanh biển. Sĩ là 65 nha mấy chơi. Rồi comment cho em xanh đen. Xanh đen cho em xanh đen. Form to mà đẹp nữa mấy bà ơi. Xanh đen cho em 70. Xanh đen. Rồi comment cho em màu xám. Màu xám nha. 70.000. Màu xám. Lấy thêm 6 bộ nữa nhưng mà chị có lựa không hay là em lấy? Này là mẫu phối. Bao dừa luôn bà ơi, mặt đẹp luôn chứ dừa gì. Rồi lên cho em mã con gấu hồng nè. Gấu hồng. Form này là bao sang, bao chảnh, bao đẹp luôn, 70.000. Comment gấu hồng cho em, gấu hồng. Nói chung mấy chị mua mà số lượng nhiều chút quá thì em bớt được chút đỉnh. Tại vì em bán lẻ em cũng không có lời bao nhiêu. Đó. Comment cho em gấu hồng đẹp lắm, 70. Gấu hồng này em còn 3 bộ nha. Gấu hồng. Ừ. Em lên mẫu cho lựa chẳng 10 bộ ha. Nói chung là chị lấy 2 mẫu rồi, là mẫu gấu đó với lại là mẫu phối rồi. Rồi lên cho em con gấu tím nè, mẫu này còn phối đẹp nữa nè. Ai lấy gấu tím comment cho em. Đẹp lắm, mặc cái quần nó thun mát lạnh luôn á. Comment cho em con gấu tím. Gấu tím. À, 4 bộ. Lấy gấu này 3 màu nha. Cho chị Lê Kim Cương, bác kêu mình tự lựa cho bà luôn rồi. Rồi gấu lựa đẹp đi, làm biến lựa. Có cái nào xấu đâu mà lo. Rồi nãy là 47. Còn mẫu gì bên đó nữa đâu. Còn một mẫu gì nữa. Lấy cho chị 3 bộ, nó đi làm 10 bộ. Ok chị đẹp. À đúng rồi, mẫu chữ Dior. Cái mẫu chữ sọc á. Rồi dục bộ cô Tông nó qua cho chị luôn đi. Cô Tông dài á, ừ, mấy cục đang cầm á, có 3 cục á. Ừ. Nè, bà lấy luôn 2 bộ gấu hồng. Thôi lấy cho chị 2 bộ gấu hồng nữa. Là 8 rồi, 2 bộ Dior nó là 10 đủ. Ok chị. Ừ. Lấy cho chị 2 bộ đi. Ừ. Dạ rồi, đủ 10 nha chế đẹp. Rồi nè, chị lựa cái bộ cô tông thái dài này luôn không? Bộ này em đang sale nè. Bộ này em sale trời ơi, cục mà còn sót đây 3 bộ. Để đó đi, đựng dục qua chị, để đi. Có lấy màu nào em ngồi bên đây em rút luôn. Bỏ cái dục qua, dục lại. Dài. Trời ơi, bộ đó ngoài chợ bán 150 đó. Khách tôi bán mua bộ đó ngoài chợ 150 đó. Ok Lan Anh. À, cái này là cô Tông TC nha. Cô Tông Thái thì chắc khoảng 4-5 ngày nữa mới về. Cái này là TC cho em mấy chị ơi. TC cái vải nó đẹp nè. Đó. Bộ này em đang sale cho mấy chị. Em bán cho mấy chị là 75.000. Xỉ 10 bộ là 70. Nè.
Một cây của nó 10 bộ. Một cây của nó 10 bộ là đủ màu. Ai lấy một chục là 70 ngàn. Còn lẻ là 75 ngàn giùm em. 60kg quay đầu. 60kg quay đầu giúp em. Đây. Ai lấy nơ vàng comment cho em nhiều màu nha. Nơ vàng nè, bộ này 75 ngàn. Xỉ chục là 70. Nơ vàng đủ màu luôn. Đây. Nơ xanh nè. Ghi cho chị Lê Kim Cương cục đi. 70 ngàn. Lấy cho em bộ gấu áo màu tím, hình gấu màu đen. Nè bà ơi, ghi cho Ngọc Hiếu. Ngọc Hiếu bộ ngón. Dạ, đây đây em cho mấy chị coi màu. Nơ màu xanh nè. À, màu vàng nè, 60kg, 40-60. Màu xám đen nè. Đủ màu nha, màu hồng nè. Màu xanh coban. Màu xanh đen. Màu xanh ngọc. Màu hồng phấn. Với lại màu hồng cánh sen. Một ri nó là được 9 bộ, 9 màu nha. Một ri nó được 9 màu cho em. Rồi, cái phong rộng thái sáng mình lựa nè. Dục qua chị mới. Rồi rồi, lên cái phong rộng cái nữa chắc tôi nghỉ nha mấy bà. Đói bụng quá rồi. Chị nào lấy comment cho em nha. Màu hồng. Hồng cánh sen. Hồng phấn. Xanh ngọc. Xanh đen. Xanh coban. Đó. Màu xám đen. Màu vàng, màu xanh, xanh dương. Một ri nó là đủ màu. Ủa sao kỳ vậy? Sao người ta không đưa tiền cho chị? Đại gia quá. Xanh dương. Xanh dương cho Ngọc Bình. Ok chị. Xanh đen cho Nguyễn Lan. 75 ngàn nha Nguyễn Lan. Rồi chị nào lấy nữa comment nha. 75. À vậy hả chị. Rồi qua. Lên phong rộng. Đợi em chút. Lên cho em rộng thái nha. 50 ngàn. Lô này là hàng siêu thị bán nha mấy bà ơi. Áo này siêu thị bán 130-140 thôi mà mấy chị. Mấy chị về mấy chị coi là mặt của cúp mắt á. 130-140 một cái. Hàng thái xịn sò luôn. Em bán cho mấy chị 50 ngàn. Chị nào lấy xanh bơ comment cho em 60kg về nè. Áo này áo siêu thị nha mấy bà ơi. Comment xanh bơ cho em. Xanh bơ 60kg về cho em 50 ngàn. Cũ thấy đặt quà chuyển khoản là luôn á. À chồng chị la. Chị nào lấy xanh bơ comment. Rồi màu đỏ cho em nha. Phong rộng này 50 giùm em màu đỏ. Màu đỏ, màu đỏ. Đòi tiền đi. Ủa chị chứ phải góp là tới ngày trả hả? Màu đỏ cho em nha. Thái này 50k giùm em mấy bà ơi. Rồi lên cho em con thỏ nè. Phơm này 60kg con thỏ nè. Ai lấy thỏ đỏ comment thỏ đỏ. Sỉ là 45 lẻ 50. Thỏ đỏ cho em. Áo này tới trăm mấy cái lọc. Em la này nữa em nghĩ rồi mấy chớ ơi. Ai mà không có coi áo thái thì mấy chị xuống được rồi đó. Em cũng xuống tới nơi giờ. Rồi mấy chị lên cho em sọc xanh.
sọc xanh cho em nha. Ai lấy sọc xanh comment 50.000 thôi. Nè mấy chị, hàng này siêu thị bán toàn là 130, 140 không à. Sọc xanh cho em 50. Sọc xanh 50 có quần đuổi 60kg hồng. Bữa nay em về U Mì nha chị ơi, em không có đuổi nha. À dạ. Không không, trời ơi, bữa nay hàng đè rồi chị ơi, chốt đơn tới mơ không biết xong chưa nữa đây nè. Tối nay không có like nha mọi người. Rồi comment cho em màu hồng. Áo thái này 50.000 giùm em nha. Màu hồng nè. Form này đa số nó vậy nè mấy bà. Đa số là cái giạc là giạc bầu nha mọi người ơi, giạc bầu cho em. Màu hồng. Cái lý coi áo này. Áo này 130, 140. Mấy chị về coi mà siêu thị nó đóng luôn á. Siêu thị nó bán á, chứ mà em lô này em mua lại á, sang lô của người ta. Rồi comment cho em vàng bò đi, vàng bò. Ai lấy vàng bò comment vàng bò cho em 50 vàng bò. Đâu mà tuồn ra bán được lô áo này, cảm ơn thiệt. Vàng bò cho em. Cho chị Lê Kim Cương. Comment Lê Kim Cương 45.000, sĩ 45. Comment cho em màu tím. Màu tím cho em, màu tím. Sĩ 45 nha mấy chị ơi, lẻ 50. Màu tím cho em. Comment cho em màu xanh xám nè. Ai lấy xanh xám comment xanh xám cho em. Tím cho chị Hiền Bổng. Comment cho em xanh xám. Đẹp lắm luôn. Đúng rồi, mua mặc với quần U Mì đi. Mới mua đóng quần U Mì đó. Comment cho em xanh xám nha. Cho chị Lê Kim Cương. Comment cho em màu xám. Mũi nó bài ngay cái lỗ mũi không à. Comment cho em màu xám. Xám xám giùm em. Bán rẻ cho mấy bà về bận. Xám cho Lý Khôi. Hết rồi. Rồi comment cho em sọc. Áo thái 50.000 giùm em sọc sọc. Ai lấy sọc comment 60kg về sọc. Sọc sọc. Sọc 50. Ê. Ê. Giả mạnh lên đi đây, mẹ đưa cho cái dao này chặt cái đầu luôn chứ giả chi cái đầu, lấy cái dao chặt luôn. Trời ơi, bó tay thiệt chứ. Ngu. Giả thì mai mốt cái đầu nó rớt luôn. Cái đầu nó bị khùng khùng luôn á, đập đi. Rồi màu xám em còn cái nha. Ai lấy xám này comment số 2 cho em, áo này thiêu nha mọi người. Áo này thiêu nha. Xám số 2 là thiêu giùm em số 2. Chơi cái gì bực cái đập lên cái đầu mình nè. Nhà không ai dám quýnh, tự mình quýnh mình nè. Số 2 cho chị Lê Kim Cương. Xám hết rồi nha. Rồi comment cho em màu nâu, màu nâu. Ai lấy nâu comment nâu cho em, nâu. Nâu cho em. Áo này chất đẹp giả mang bà Hoàng Yến mà vô cúp mắt á. Cái mạc tem của siêu thị bán không á, 130, 140 cái á. Nâu cho chị Lê Kim Cương. Rồi comment cho em màu cam. Cam này 55kg nha mấy chị ơi. Cam này 55kg thôi nha. Đồng Tháp ngưng cho ăn tại chỗ rồi. Dịch quá dịch. Ai đâu ăn rồi, giờ là buổi này tao mua về nhà tao ăn cho nó an toàn, cho bán lại là mừng rồi.
Rồi comment cho em màu hồng mấy chị ơi. Trời hồng này đẹp quá nha, hồng tươi xanh luôn. Tươi xanh bánh canh luôn. Comment màu hồng cho em màu hồng. Áo này toàn là 130 cái không. Chắc nó đẹp á. Comment cho em màu hồng. Rồi comment cho em hồng có cổ. Ai lấy cổ trụ comment cổ trụ. Ai lấy hồng cổ trụ comment cổ trụ cho em nha, cổ trụ. Em lên cục này nó nghỉ được rồi nha mấy chị ơi. Chọn hàng ta để chốt đơn. Cổ trụ. Rồi comment cho em màu vàng. Ai lấy vàng comment vàng. Màu vàng cho em màu vàng. Rồi comment cho em màu. Màu hồng cánh sen cho em. Cánh sen, cánh sen. Ai lấy cánh sen comment cánh sen cho em. Hồng cánh sen. Hồng ruốc. Giờ đi về bà hỏi bà dù cáp đi. Mua phải gắn cáp á. À mà quên nữa, để hỏi thằng wifi coi khoảng nhiêu tiền. Comment cho em màu hồng ruốc. Nhìn như trăm mấy á. Nhưng mà trăm mấy là có chỗ kéo qua mấy trăm mấy tháng. Giờ mày nói bả là gắn luôn cục wifi á. Cục wifi thì tùy theo tháng. Có tháng xài bình thường thì trăm mấy được rồi. Mà xài nhiều như chị thì phải tới 300, 300 mấy tháng. Comment cho em màu cam mấy chị ơi, màu cam. Màu cam cho em nha. Nhưng mà mới vô là phải mua cục modem, modem gì đó là hết bao nhiêu tiền nữa. Rồi. Còn không kéo wifi bên tao rồi phụ tiền. Ví dụ phụ tháng mấy chục gì đó. Thì kéo bên. Được rồi, nó coi rồi sao mày like được. Bên mẹ á. Bên mẹ bên chiếc 10, chiếc mẹ là nhiều rồi. À bên bạn có dính chiếc 10 nữa hả? Chị Tuyền Bích Nguyễn. Comment cho em. Trời ơi nè đẹp quá. Comment cho em trắng phối. Trắng phối. Trắng phối cho em nha. Thái 50.000. Trắng phối. Trắng phối. Ví dụ như bà đi tháng 200-300 thì phụ thôi, phụ bà mấy chục, 70-80, 60, cái là tùy theo thỏa thuận thôi. Nè Lâm Kiều Loan. Rồi comment cho em trắng hồng. Trắng hồng. Đầu tiên phải mua cục mua đâm cái cục đó là hết mấy trăm. Tùy, nếu mà ngay lúc nó đang khuyến mãi thì cũng rẻ. Comment cho em trắng hồng. Cái đó Lâm Kiều Loan trắng hồng. Lâm Kiều Loan dục riêng đi Thảo, nó mới có con cái một à. Để chiều nay khỏi phải chốt đơn. 82kg ra chị vừa nha. Comment cho em màu đỏ, màu đỏ. Đỏ, đỏ. Rồi, một cái nữa em nghỉ nha mấy chị ơi. Em ăn cơm em nó bụng quá rồi mấy chị ơi. Đây, một cái cam đất nè. Đỏ cho Lâm Kiều Loan, nó có hai cái để riêng. Comment cho em màu cam đất. Rồi, xuống like đây nha mấy chị. Tính ra siêu thị cái áo này nó bán cái áo loài cả 100.000 cái. Cái nào cái nào cam gì thì cái này đang nhập bên Nhi 3X này chứ nhiêu, ý là nó bán cái loài ít nhất phải 80.000 cái cam đó cho hiền bổng. Hiền bổng áo thái này thì cái của con nhập Nhi trang gì chứ khác gì đâu. Em mình thun mình vải từ cái kiểu luôn nữa, có những kiểu là trong lô của Nhi luôn. Đỏ
Ủa đó có người lấy đó bà ơi. Hết rồi. Có nhiều chất thì cũng không bằng. Đấy siêu thị nó giàu là phải rồi. Bán giá quá trời cao. Mình không biết thôi chứ. Bao nhiêu thứ tiền trong đó. Thấy cục nó đi. Bà bảo trong vỏ này nãy giờ bà không lựa được cái gì luôn nha. Tôi quýnh bà bây giờ nha. Tôi chuẩn bị tôi xuống live mà bà chưa có gửi cho tôi cái bà chưa lựa được cái gì luôn á. Cục khác đi đâu ơi. Cục này mới giống mấy mẫu mới live quá. Ừ. Kim Liên, em chưa có nhắn tin chốt đơn là chưa có chốt nha chị ơi. Tôi lan cục nữa bà không lựa được nữa là tôi chốt đơn luôn á. Tôi cũng bó tay luôn rồi đó nha. Áo này 175.000 nè. Trời ơi đầm. Rồi mấy chị ơi đầm đầm. Cái đầm này 175.000 đầm suông phong rộng cho em. Đầm thái mấy chị. Nó có cái nút gài sao nha mấy bà để tôi gài. Đây nè đầm đầm cho em. Ai lấy đầm comment cho em 55-56kg về. Dẫn bán mấy bà 50 luôn. Ai lấy đầm sọc comment cho em sọc tím đi. Comment cho em sọc tím nha 50 luôn sọc tím. Cúp mắt 175.000. Comment cho em sọc hồng. Chị muốn đẹp. Em bán bộ đồ xấu lắm hay sao? Bộ nào đẹp đẹp. Quan trọng là chị muốn lấy cái loại gì. Thun hay lụa hay satin hay là cái gì. Bộ đồ bên nhà em xấu lắm hả? Có nhiều chị lên hỏi em ơi có bộ nào đẹp đẹp không? Bây giờ theo mấy chị bộ nào là đẹp mà bộ nào là xấu biết đường đâu mà bán mấy bà. Comment cho em đầm hồng nè. Nãy ai hỏi em đầm suông mặt ngủ nè. Có nhiều chị hỏi em cũng không biết đường trả lời luôn. Lụa là lụa, satin là satin, cô tông thái là cô tông thái. Thun thường là thun thường, nó nhiều loại. Chứ em sao không biết mấy chị cái nào là đẹp. Lỡ đụng, lỡ đụng mà. Comment cho em đây, comment cho em. Áo, thái có nón mấy chị ơi, ai lấy thái nón comment cho em nha. 55kg về, thái nón. Em cũng bó tay. Em không biết em bán có đẹp hay không mà mấy chế là mua em lần là theo em luôn. Rồi xanh đậu. Nè bà này bảo chân vỏ bà lấy em tôi một cái đi đằng tôi nghỉ nè nha. Bảo chân vỏ nè là ồ lộn xanh đậu. Tôi nghỉ rồi đừng có kêu tôi lên áo thái áo phông rộng nữa nha. Tại vì bà lựa không được luôn á. Chứ áo đẹp không bà lựa không được. Biết sao giờ. Đó chưa kêu đúng tên bả là bả lấy à. Bảo chân vỏ. Kiến qua. Thôi xuống like mấy chị ơi. Rồi em xuống like đây nha mọi người. Ai có đơn anh bóc thông tin đầy đủ qua giùm em đi. Tối nay em chốt đơn nha mấy chị. Tối nay em mới like nha. Đây còn cái xanh riêu về ăn cơm con đừng ăn nữa. Về ăn cơm. Đây xanh riêu còn cái xanh riêu nè. Còn cái xanh riêu nè bà ơi. Áo này chắc đẹp lắm 50.000. Giờ em xuống like rồi chị ơi. Sáng sẵn đơn có Kim Liên không. Nè cho bà xanh riêu cho bà cái nữa nè. Rồi được hai cái rồi đó nha. Rồi xuống like cảm ơn mấy chế nha. Rồi chị đây chỗ đầu làm hàng trời. Bye mọi người. Bye mấy chị nha.